ta là bất luận cái gì, một học sinh, vốn nghĩ cứ như vậy hạnh phúc hoang phế ở lại, ai có thể nghĩ đến vực ngoại những lão cẩu kia vẫn là phát hiện nơi này, bọn họ cho rằng thế giới này võ đạo chưa phát triển, cũng cho rằng không có cường giả tọa trấn, cười chết, ta chỉ là không muốn cùng bọn họ chấp nhặt, khiêu khích ta. Vậy không có biện pháp rồi, giết đi, cái này liền khiếp sợ. Này! Ta là một học sinh, có được tu vi đại đế rất hợp lý phải không? Mạng tiểu thuyết phi lương nhắc nhở ngài. Bản tiểu thuyết cùng nhân vật chỉ là hư cấu, nếu có giống nhau chỉ là trùng hợp, chớ bắt chước. Nhân gian kho vũ khí. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Năm 235 vạn sơ lịch. Ta bộc lộ tài năng, thức tỉnh thể chất, dựa lưng vào thái cổ thế gia, vô địch thiên kiêu đồng đại. Lịch vạn sơ năm 499. Ta đăng lâm chuẩn đế. Quét ngang tân lão cường giả cùng thời đại Lịch đế xương 132 năm Đế lộ mở ra, ta ở đế lộ quét ngang cửu thiên chuẩn đế, chứng minh đế vị duy nhất, trời ban kim y, đế hào đa tình Lịch đế xương năm 388 Ngoại địch xâm lấn, ta xuất lĩnh thế lực dưới trướng, vạn giới linh hải, tử thủ tường nam, cuối cùng đánh lui quân địch, tiêu diệt hơn 200 người đại đế cùng cảnh giới Lịch đế xương 400 năm trẫm phong thánh vương nhân tộc, đứng hàng một trong năm vương nhân tộc. Đế lạc lịch không không năm. Ta và bốn vị vua còn lại được giao phó di chúc của các vị vua đời đầu, đi đến một tinh cầu xanh thẳm trấn thủ. Tình cờ bỏ lỡ một kỷ nguyên tan vỡ. Lịch đế lạc năm 499. Bị hào kiếp ảnh hưởng, thời không xung quanh hỗn loạn. Đường về đã bị phong tỏa năm người chúng tôi chỉ có thể ở lại trên hành tinh xanh thẳm này và chờ đợi để trở về nhà. Tên tôi là Bất Kỳ, và tôi đang theo học tại Đại học Kyoto. Câu chuyện của tôi chỉ mới bắt đầu. Vì tích phân kỳ thật đã từng chúng ta đều học qua, chỉ là các ngươi không nhớ rõ, ở tiểu học thời điểm các ngươi liền tiếp xúc qua. Một giáo sư già đang phát biểu sôi nổi trên bục giảng. Bất cứ ai nhìn ra ngoài cửa sổ, rõ ràng là anh ta không có hứng thú với những khóa học này một thiếu niên mập mạp chạm vào bất cứ thứ gì anh nói anh nhậm anh còn không nghe giáo sư này dạy sao anh không sợ lần này rất môn sao đây là một người bạn tôi có anh ta tên là bằng đạt vốn bất luận là khinh thường kết giao bằng hữu gì thật không ngờ tiểu mập mạp này lại quen thuộc như thế bất luận cảm thấy có chút khôi hài cũng có chút thú vị cũng liền lưu lại hắn tạm thời làm bằng hữu đi bất kỳ ai cũng khẽ lắc đầu những thứ này ta tại thật lâu trước đây đã học qua rất môn cái gì căn bản không có khả năng bằng đạt vẻ mặt không tin bây giờ ngoại trừ lớp bổ túc ngoại khóa lớp nào sẽ dạy cậu tính toán bất kỳ vẻ mặt bất đắc dĩ lắc đầu cũng không muốn cùng hắn tranh luận bất cứ điều gì kỳ thực cũng không có nói dối những thứ này hắn ở mấy trăm năm trước cũng đã học qua cuối cùng cũng tan học bất cứ ai vừa chuẩn bị ra khỏi phòng học đã bị một nữ sinh dáng người nhỏ nhắn ngăn cản. Nữ sinh kia vẻ mặt khẩn trương, lòng bàn tay đổ mồ hôi. Cơ bắp toàn thân đều căng thẳng, có chút trung nhẹ nhẹ. Thật lâu sau, nữ sinh kia mới chậm rãi mở miệng. Bất kỳ bạn học nào, cái kia. Có thể thêm uy chát không? Nữ sinh kia khi nói ra những lời này cũng ngẩng đầu lên. Bất kỳ ngẩn người nào, hắn nhìn khuôn mặt có chút quen thuộc trước mắt này, Hắn nhớ tới bộ dáng mỗi một lần những năm đó đều từng nhớ qua. Bất kỳ thì thào tự nói, cho dù là ta cảnh giới này, duyên phận vẫn là chém không đứt sao? Bất cứ ai mỉm cười đáp lại, "Có thể." Bất cứ ai lấy điện thoại di động ra đều thêm bạn tốt với cô. Nữ sinh kia mừng rỡ như điên, nhảy nhót chạy đi, lúc gần đi cũng không nói ra tên của mình. Bất kỳ điện thoại di động nào cũng đổ chung hai tiếng. WeChat gửi tin nhắn. Tên tôi là Tôn Thụy. Bằng đạt ở một bên không chịu ngồi yên. Lớn tiếng ồn ào cái gì mà mất đi tình yêu của ta, ông trời phụ ta các loại. Sau đó, Tenda chạm tay vào bất kỳ thứ gì. Tiểu tử ngươi bình thường thoạt nhìn rất ổn trọng, không nghĩ tới A, à, không nghĩ tới ngươi vậy mà vẫn là cái lô ly khống. Ta nói lúc ấy nhiều cao lãnh ngự tỷ trả lời ngươi như vậy, ngươi dĩ nhiên một chút tin tức cũng không có ta thật sự không hiểu ngươi, ngươi chẳng lẽ không biết một câu nói gọi là đáng yêu ở gợi cảm trước mặt vô giá trị sao? Bàn đạt vẻ mặt bên vực kẻ yếu. Bất kỳ khóe miệng nào hơi nhếch lên. Không biết. Bất cứ ai phất phất tay, nói với bằng đạt phía sau. Tối nay đi ra ngoài ăn, chính là dẫn cậu đi làm quen với mấy người bạn của tôi. Vừa nghe đến quán ăn, bằng đạt vừa rồi còn vẻ mặt buồn bực thất bại liền vẻ mặt hưng phấn mặt dày mày dạng dán lên bất kỳ người nào lớn tiếng hô anh em vàng tuế. Trời sắp tối rồi. Bất kỳ mang theo bằng đạt đi tới một quán thịt nướng nhỏ, bất kỳ thành thạo nào đi tới trước một cái bàn. Nơi đó sớm đã làm bốn người, có nam có nữ. Nhìn thấy bất cứ thứ gì vội vàng gọi hắn tới ngồi xuống. Một nữ sinh trong đó diện mạo tương đối thanh tú nói. Anh nhậm, lên đại học thật khác, đều kết bạn mới. Còn có một người đàn ông lớn lên vô cùng cường tráng, trên mặt mang theo vết sẹo nói: "Lão nhậm à, hai chúng ta quen nhau đã bao nhiêu năm rồi. Khi nào thì cùng nhau luận bàn một chút a?" À? Bốn người lúc này mới chú ý tới bằng đạt bên cạnh, mấy người vội vàng chào hỏi hắn. Cô gái thanh tú kia nói: "Xin chào, tôi là Mạc Quyển, hiện tại đã tốt nghiệp đại học, làm việc ở một phòng tập yoga." Nam nhân mặt sẹo dáng người cường tráng kia đi tới ông bằng đạt vỗ vỗ bả vai bằng đạt vẻ mặt kinh hỉ đối với bằng đạt nói người anh em ta xem ngươi dáng người cường tráng ta gọi trương thanh xuyên là một cái thể hình huấn luyện viên kim chức vật lộn vận động viên có hứng thú hay không theo ta học hai nam nhân tướng mạo điềm đạm nho nhã vội vàng kéo nam nhân ra huynh đệ ngươi ngàn vạn lần không nên theo hắn học nha lúc ấy gia hỏa này tính tình bạo nhưng là thiếu chút nữa đánh chết một người. À, đúng rồi, tự giới thiệu. Tôi tên Dương Tiêu, hắn tên Lương Tư Nguyên. Hai chúng tôi làm việc ở Học viện Văn học Kinh Đô. Trương Thanh Xuyên ở một bên nổi giận. Đối với hai nam nhân khí chất thư sinh kia trống to. Cái gì gọi là lúc ấy tính tình bạo thiếu chút nữa đánh chết một người. Rõ ràng là người kia cầm đao cướp bóc, ta đây gọi là khung phù chính nghĩa. Lương Tư Nguyên bên kia cũng không cam lòng yếu thế. Vẻ mặt khinh bỉ nói. À, đúng đúng đúng. Anh nói xem tên cầm dao cướp bóc kia bị một quyền đánh bay hơn 5 mét, anh còn muốn đánh hắn chừng 30 quyền như vậy, cần gì chứ? Cảnh sát đến là được rồi. Bởi vì cái này thiếu chút nữa anh cũng bị mang vào uống trà, nếu không chúng tôi coi như có chút mặt mũi, tôi đoán bây giờ anh còn đang ở trong cục cảnh sát uống trà. Trương Thanh Xuyên bị oán giận đỏ mặt một hồi một hồi. Nửa ngày không nói nên lời. Bất kỳ cuốn quyết vội vàng đứng ra hòa giải. Mọi người thật vất vả đi ra tụ một bữa, cũng không cần luôn là mùi thuốc súng nồng như vậy, đồ ăn đã mang lên rồi, mau ăn a. À. Đứng ở nổ tung trung tâm bằng đạt vẻ mặt cảm tạ nhìn xem bất luận cái gì, Trương Thanh Xuyên cũng liền không có quá nhiều ngôn ngữ, thở phì phò ngồi xuống cho mình pha một chén trà. Cơm no rượu say, mấy người đều ở đó uống trà nói chuyện phiếm bằng đạt ở một bên bởi vì uống nhiều nước cho nên đi tìm nhà vệ sinh mấy người thấy bằng đạt rời đi mờ mịt nhìn thoáng qua bốn phía trời thay đổi rồi bất cứ thứ gì ngươi phải chú ý một chút vết nứt bên kia tường phía nam càng lúc càng lớn đối diện còn điên cuồng oanh kích tường phía nam hẳn là không ngăn cản được bao lâu ngày hôm qua ta ở biên cảnh kết giới thời điểm phát hiện nứt ra một cái động tuy rằng rất nhỏ, nhưng cũng đầy đủ một ít người chui vào, các ngươi gần đây cẩn thận một chút, tuy rằng thực lực của bọn họ không được tốt lắm, nhưng là chúng ta chung quanh đều là người bình thường, đừng để cho bọn họ nhận ra, cũng đừng để cho bọn họ gặp nguy hiểm. Dương Tiêu và Lương Tư Nguyên nhắc nhở mọi người. Tất cả mọi người đều gật đầu. Bằng đạt sách quần, mắng chửi đỉnh đạt trở lại. Đây là nhà vệ sinh gì vậy? nền nhà thấp như vậy suýt chút nữa tôi ngồi xuống làm hỏng quần jean của tôi rồi tất cả mọi người cười ha ha chỉ có bằng đạt một mình vẻ mặt ngượng ngùng cơm nước no nê mọi người cũng đều tự cáo biệt chuẩn bị trở về trong bóng đêm bất cứ ai cùng bằng đạt đi trong hẻm nhỏ tối đen đèn đường chợt sáng chợt tắt bất cứ thứ gì cũng nhận thấy không thích hợp ánh mắt hơi ngưng lại một cái bóng đen xuyên qua trong bóng tối bất kỳ một cái thủ đao nào đánh bất tỉnh bằng đạt bên cạnh bọn chuột nhắc vì sao trốn đông trốn tây hiện thân tha cho ngươi không chết bất luận kẻ nào lạnh lùng nói không nghĩ tới tại hạ vừa mới lao ra liền đụng phải thánh vương đại nhân bất quá ta nhớ rõ pháp thân của ngươi ở lại nguyệt lượng trấn thủ phong ấn đi không có pháp thân ngươi cũng chỉ là không có một thân tu vi thân thể cùng phạm nhân yếu ớt tại hạ thật sự là muốn thử xem hương vị của thánh vương đại nhân đâu. Khắc khắc khắc. Tiếng cười âm lãnh phiêu đảng trong bóng tối, một bóng người giữ tợn từ trong bóng tối chậm rãi lộ diện. Người nọ hơi chấp tay. Phải hồn quỷ lăng tam trưởng lão, bái kiến thánh vương đại nhân, mời thánh vương đại nhân chịu chết. Nói xong, thân ảnh người nọ lại lặn vào trong bóng tối. Bất kỳ tay nào nhẹ nhàng vung lên, trăm ngàn đạo pháp trận truyền tống màu xanh kim từ trong hư không hiện lên ánh sáng màu xanh kim sắc chiếu sáng bóng tối chung quanh. Vậy để ta xem ngươi có mấy phần bản lĩnh, kho vũ khí nhân gian. Trăm ngàn vũ khí chậm rãi từ trong pháp trận toát ra, hiện ra ánh sáng màu xanh kim sắc. Thanh Minh đạp thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu vip Thời gian hoạt động. Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4. Tam sinh thể. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio ánh sáng màu xanh kim sắc chiếu sáng toàn bộ bầu trời đêm, bất kỳ ngón tay nào khẽ bóp, không gian xung quanh ngưng động, ánh sáng không thể truyền ra ngoài. Kim quan pháp trận đột nhiên xuất hiện từ thân thể ba trưởng lão quỷ lăng, ngay sau đó tuôn ra hai đạo gông xiền khóa chặt ba trưởng lão quỷ lăng. Kim quan không ngừng ăn mòn người hắc ám quỷ khí, làm cho tam trưởng lão đau đến không muốn sống, phát ra thê liệt kêu thảm thiết. Ta còn hữu dụng, tình báo ngoài tường phía nam ta biết một ít. Đừng giết ta. Quỷ Lăng Tam trưởng lão nhìn Kim Quang không ngừng ăn mòn của mình, không ngừng kêu thảm thiết. Nghe nói như thế, bất luận cái gì nhíu mày. Tiến lên thu hồi Kim Quang. Thoát khỏi trói buộc Tam trưởng lão nhất thời cảm giác lực tháo ngàn quân, ngã trên mặt đất không ngừng thở dốc, quỷ thân trên người không ngừng phun ra quỷ khí đen kịt chữa trị thương thế trên người. Nói đi, kế hoạch của các ngươi. Bất luận dùng kiếm chỉ vào cổ Tam trưởng lão kiếm phong sắc bén dễ dàng đâm thủng cương phong hồ thể quỷ thể đế cảnh tam trưởng lão nhìn trường kiếm trước mắt nuốt nước miếng chủ chủ thượng nói trận địa chiến đánh không lại chỉ có thể từ bên trong tan rã bọn họ muốn đã thông linh khí thông đạo để cho thế giới này bắt đầu linh khí khôi phục đến lúc đó toàn thể dị biến vô luận là động vật hay là nhân loại chiếm lĩnh thế giới này tuyệt đối sẽ đối với thế giới bên ngoài sinh ra khác vọng tam trưởng lão nuốt một ngụm nước miếng vẻ mặt kích động nhìn nam nhân trước mắt. Đến lúc đó nếu như năm vị vương hoành hành ngăn cản, sẽ đánh mất lòng dân, thế giới này cũng sẽ tự sụp đổ. Bất luận cái gì lại phía trước đưa tơ kiếm phong, truy vấn. Người nói cái kia chủ thượng, là ai? Vâng. Tam trưởng lão vừa muốn nói ra khỏi miệng, giống như là bị bóp cổ họng, làm sao cũng không phát ra âm thanh. Cuối cùng sau một tiếng kêu thảm thiết, thân thể tán loạn để cảnh linh hồn gông xiềng bất luận suy tư gì bất cứ ai nhìn về phía sau bốn người các ngươi nhìn đủ chưa lúc này bốn thân ảnh từ trong hư không chậm rãi hiện lên chính là mấy người vừa rồi trương thanh xuyên tùy tiện đi tới một tay ôm lấy bả vai tiểu tử ngươi tu vi nhiều năm như vậy lại tin tiếng a bất kỳ vẻ mặt ghét bỏ đẩy tay hắn ra quay đầu nhìn về phía lương tư nguyên mấy người chuyện này các ngươi có ý kiến gì mấy người dương hiểu câu mày, cúi đầu suy tư. tôi cảm thấy kế hoạch này nói cho chúng ta biết quá mức cố ý, không chừng là bom khói. mấy người đều gật đầu. nhưng tường phía nam vẫn phải chú ý, như vậy đi, lão dương, tiểu nguyên, hai người dẫn theo chú ý chỗ đó nhiều một chút. bất cứ ai cũng đề nghị với mấy người. mấy người khẽ gật đầu, lập tức thân ảnh biến mất trong màn đêm. bất cứ ai xoay người khiên bằng đạt ngã trên mặt đất, đi về phía trường học mặc dù đã đi xa, bất kỳ ánh mắt nào cũng đều lưu ý hẻm nhỏ vừa rồi. Bên kia, trong hẻm nhỏ, một bóng đen dáng người yếu điệu trốn ở nơi nào? Đại học Kyoto. Bằng đạt vừa đến, liền vội vàng đánh thức bất cứ thứ gì. Nhầm ca. Sao em lại trở về? Bằng đạt lớn tiếng kêu, giống như oán phụ bị dâm loạn. Bạn cùng phòng bên cạnh bất mãn đáp lại, đêm qua là bất cứ ai mang ngươi về, thật phế vật, uống chút rượu liền tìm không ra bằng đạt ở một bên lập tức đứng lên bảo vệ chủ quyền của mình hai người cứ như vậy đánh nhau trên giường bất kỳ nhìn cảnh tượng trước mắt có chút lưu luyến nở nụ cười cuộc sống như vậy cũng không tệ lắm bất cứ chuyện gì nhớ tới lúc đó còn đang hoang cổ sư phụ con đã thành đế cảnh rồi lập tức có thể tiếp nhận trọng trách bảo vệ nơi này lão nhân gia ngại cũng có thể nghỉ ngơi một chút không cần bất luận cái gì ngươi đi cùng mấy vị nhân vương kia đến một chỗ bảo vệ nơi đó cho tốt nơi đó sẽ có cơ duyên của ngươi đến thời gian ngươi tự nhiên có thể trở về bất kỳ nghe sư phụ nói cùng trương thanh xuyên mấy người mang theo thế lực của mình đi tới địa cầu cho dù đi qua trăm vạn năm cũng không có tìm được thuộc về mọi người cơ duyên bất luận cái gì thu hồi suy nghĩ nhìn trước mắt một mảnh tường hòa để lạc thời đại cũng không thấy vì sao phía nam tường bên ngoài nhiều như vậy đại đế. Bất kỳ ai lắc đầu, không nghĩ tới những thứ này. Điện thoại di động, tích tích, có tin nhắn. Bất cứ ai cầm lên nhìn, là tiểu cô nương ngày hôm qua. Bất cứ cái gì đột nhiên nhếch lên khóe miệng. Giang Viễn Thu Giang Viễn Thu đang làm gì vậy? Tôi ở ký túc xá, có chuyện gì sao? Giang Viễn Thu cũng không có gì, chỉ là muốn hỏi cậu có rảnh không? buổi trưa mời cậu ăn cơm, mỉm cười, được a nhậm tiểu hà giang viễn thu, buổi trưa tan học gặp ở cổng trường tân, nhậm tiểu hà ba năm thu dọn một chút, liếc mắt nhìn thời gian, liền ra cửa. Bạn cùng phòng bên cạnh nhìn thấy bất kỳ bộ dáng nào nghi hoặc hỏi. Tiểu tử ngươi bình thường giống như cấm dục, sao lại ăn mặc đẹp trai như vậy? Nói. Tiểu tử ngươi có phải hay không cổng các huynh để thoát đơn trước? Bất luận kẻ nào ở một bên có chút dở khóc dở cười, nhưng không biết nên cãi lại như thế nào Bằng đặt ở một bên cầm bất kỳ điện thoại di động nào như là có phát hiện trọng đại Vội vàng kêu gọi bạn cùng phòng tới xem Bạn cùng phòng vây quanh vừa nhìn Dẫn tới mọi người một mảnh kinh hô Mẹ nó, quả nhiên tiểu tử ngươi coi trọng tiểu lô ly kia Lão tử mỗi ngày ăn mặc lẳng lơ như vậy Dựa vào cái gì đều để cho bất luận cái gì đem nữ nhân đoạt đi Cái uy chát này Tôn thủy đó hoa khôi của khoa nghệ thuật bất kỳ nghe thấy trong ký túc xá đều là tiếng nghiến răng kẹo kẹt trong lúc nhất thời có chút dở khóc dở cười tôi chỉ ra ngoài ăn một bữa cơm không thân mật như vậy bạn cùng phòng bên cạnh vẻ mặt không tin vậy anh đẩy uy chát cho em làm bạn gái được không không được bạn cùng phòng vẻ mặt khinh bỉ nhìn bất cứ thứ gì bất cứ ai trong ánh mắt oanh tạc của bạn cùng phòng cũng chạy như bay ra khỏi ký túc xá Thanh Minh đạp thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu viết. Thời gian hoạt động. Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4. Hồi ức, quãng đời còn lại. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Năm TCN. Lâm truy, gian sở lâu. Nhầm công tử, ngài xem tiểu thư nhà ta. Bất cứ ai đặt ly rượu xuống, nhìn lão giả trước mặt. Tiểu tử tục nhân, lại đã có người tâm hệ, kính xin không cần nhiều lời. Lão giả kia còn muốn nói gì đó, lại bị bất cứ ai giơ tay cắt ngang. Đường đường tề khoảnh công, nếu để cho người ngoài thấy ngài làm ra vẻ như vậy, tránh không được sẽ có người nói chuyện phím. Lão giả cười khổ lắc đầu, xem ra khương gia ta cùng công tử vô duyên a. À. Nói xong, liền lui trở về. Sau khi lão giả đi không lâu, một thân ảnh mỹ lệ vọt vào cửa phòng, một phen nhảy vào trong ngực bất kỳ thân ảnh nào nhìn trong ngực đều lộ ra nụ cười bất đắc dĩ. Đã bao nhiêu tuổi rồi, vẫn lỗ mãn như thế. Bất cứ ai vuốt ve cái đầu nhỏ trong ngực, vừa cười vừa nói. Được, đến lúc đó Giang tiểu thư của chúng ta cần phải xinh đẹp, ta cưỡi thiên mã lai cưới ngươi. Giang viễn thu cười, phòng má lên, gạt người. Đến lúc đó nếu không có thiên mã thì em chờ đó cho anh. Bất kỳ nhìn không được nhẹ nhàng chọc chọc Giang viễn thu gò má, cười ha ha nói. Yên tâm đi, đến lúc đó cái gì thiên mã thần lộc ta đều mang tới cho ngươi, ngươi không phải còn muốn nhìn tinh hà thùy thiên sao? Ta đều chuyển tới cho ngươi. chín tháng sau, biên giới nước tề. Nhậm, ta muốn đi lỗ quốc, ta nghe nói nơi đó phu tử trí tuệ thông thánh, ta muốn đi nơi đó thỉnh giáo phu tử, chờ ta trở về, chúng ta liền thành thân. Bất luận cái gì chỉ là hơi hơi nở nụ cười, nói với Giang Viễn Thu. Trên đường cẩn thận, anh chờ em trở về. Giang Viễn Thu nặng nề gật đầu, xoay người đi về phía lỗ quốc. Một tháng sau, sáu nước giao chiến. Bất cứ ai trong lòng vội vàng sao động, lo lắng cho sự an toàn của Giang Viễn Thu. Nhưng nhìn bức thư bảy ngày một lần của cô, bất kỳ trái tim nào cũng thoáng thả lỏng. Đã nửa tháng trôi qua kể từ khi lá thư thứ 10 được gửi trở lại, nhưng vẫn chưa nhận được thư. Bất kỳ bắt đầu vội vàng sao động lúc này hắn đã bất chấp che giấu tu vi trong phút chốc phóng lên trời xông thẳng về phía lỗ quốc mà đi bất kỳ đến lỗ quốc toàn bộ lỗ quốc đều tràn ngập khí tức bi thương bách tính ở một bên không ngừng xì xào bàn tán ngươi nghe nói chưa phu tử viện bị đồ sát trăm vị thư sinh bị chém cái này ta cũng nghe nói hình như phu tử viện còn có một vị nữ thư sinh mặc búp bê cũng không tránh được một kiếp hiện tại thi thể còn ở trong phu tử viện. Bất cứ ai nghe những lời này đều lạnh sống lưng. Một tay kéo người vừa mới nói qua, lớn tiếng hỏi. Ai? Nữ thư sinh kia, tên là gì? Người kia bị mặt danh kỳ diệu kéo qua, vốn định mắng hai câu, nhưng nhìn thấy bất kỳ khuôn mặt dữ tợn nào, sợ tới mức một câu cũng không dám nói. Được. Hình như họ gian. Nghe những lời này, bất cứ thứ gì giống như bị sét đánh bất cứ ai đẩy người nọ ra chạy về phía phu tử viện phu tử viện cũng không khó tìm rất nhanh đã bị bất cứ ai tìm được đại môn rách nát của phu tử viện cũng khó nén huy hoàng chỉ là trên xà ngang đại điện treo một thân ảnh quen thuộc là viễn thu bất cứ cái gì lập tức trút trường kiếm ra cắt đứt dây thừng treo gian viễn thu nhẹ nhàng buông thân thể gian viễn thu xuống bất cứ ai nhẹ nhàng ông cô vào lòng đều cảm nhận được nhiệt độ cơ thể lạnh lẽo của cô. Lúc ấy ta nên ngăn cản ngươi, phu tử mạnh hơn nữa, bất quá chỉ có một thánh nhân, có cái gì ta dạy ngươi không được. Ta sống trăm ngàn năm, ta duy nhất yêu cũng chỉ có ngươi, vì cái gì ông trời để cho ta một mình một người? Thi thể Giang Viễn Thu vẫn lạnh như cũ, trong tay nắm chặt một cái ngọc bội, chữ nhậm đã bị máu tươi nhuộm đỏ, trên ngọc bội trắng nõn vẫn không nhìn ra nhiệt độ đã từng có. Cách cổ sử ghi lại đầu năm 597 trước công nguyên, trước viện phu tử nước lỗ hiện lên kiếm quan kinh thiên, trảm vân vạn lý mặc dù 10 năm mà mây không tụ, lại có thiên mã thần lộc nâng một nam nhân trẻ tuổi lên bầu trời, nam nhân kia trong lòng còn ông một nữ tử. Thế nhân đều nói đó là thiên thần thiên nữ trở về thiên đình. Thật sự rất hâm mộ. Một cô gái mặc búp bê mặc quân trang màu xanh lá cây, trên đầu có hồng tinh đồng chí khép sách lại, quay đầu nhìn bất cứ thứ gì phía sau bất luận cái gì đẩy đẩy kính gọng vàng, nghiêm túc nhìn cô gái trước mặt. Đồng chí Giang, chúng tôi là đảng viên kiên định, chúng tôi chỉ tin tưởng vững chắc vào lý luận chủ nghĩa mát. Lenin, xin đừng nghĩ đến giả sử mà thế nhân bịa đặt. Giang Viễn Thu đứng dậy chào quân lễ, nhậm đồng chí, tôi kiên định ủng hộ đảng, kiên định tin tưởng chủ nghĩa mát Lenin có thể mang đến cho chúng ta thời đại mới. Hai người nhìn nhau thật lâu, đồng loạt cười. Giang Viễn Thu tựa vào bất kỳ trong ngực, bất kỳ, ngươi biết không? Ta giống như mơ thấy ngươi, khi đó ngươi là một công tử nhẹ nhàng, ngươi mang theo ta ăn kẹo hồ lô, làm thơ, trả lại cho ta một cái ngọc bội. Sau đó lúc tôi ở đại đội 12 liếc mắt một cái đã thấy anh, rõ ràng còn trẻ như vậy, trên người lại bị súng bắn nhiều lỗ như vậy cũng không trên một tiếng, lúc tôi băng bó cho anh anh còn cười với tôi. Bất kỳ hơi hơi ông Giang Viễn Thu, cưng chiều nói Lúc ấy ta liếc mắt một cái liền coi trọng ngươi, ta cảm thấy ngươi chính là ta mười đời đều muốn bắt lấy người yêu. Giang Viễn Thu nhẹ nhàng gật nhẹ cái mũi, nói bừa, lúc ấy cũng không biết là ai muốn em theo đuổi anh. Bất kỳ có chút xấu hổ, đây không phải là lo lắng chậm trễ công việc của anh sao? Không nói cái này nữa. Giang Viễn Thu ở trong ngực bất kỳ trở mình, giống như một con mèo nhỏ. Lập tức liền muốn đánh chạy oa nhân đến lúc đó vừa vặn chúng ta hài tử liền kêu thắng lợi. Bất luận cái gì có chút ngay người, hắn nghe qua một lần những lời này. Được. Bất quá mấy ngày nay ngươi theo ta ở lại đại đội 16 đi. Ân. Ừ. Một tháng sau, bất kỳ cuộc hôn nhân lớn nào. Toàn bộ 16 liền giăng đèn kết hoa, tất cả mọi người vui sướng, giang viễn thu càng là ăn mặc xinh đẹp sáng bóng. Một khắc trước khi bái đường, bất cứ ai từ trong tay móc ra một chiếc nhẫn, Đều ở trên tay giang viễn thu. Ta xem người nước ngoài bên kia kết hôn đều mang cái này, ta cũng cho ngươi chỉnh một cái đến, chúng ta đến trung tây kết hợp. bất cứ lời nói nào cũng khiến giang viễn thu vui vẻ, tiếng cười trong trẻo như chim hoàng oanh càng có vẻ náo nhiệt. nhất bái thiên địa. người dẫn chương trình tạm thời nói khẩu âm núi trắng nước đen, thanh âm thô thiển lại vui mừng. bất kỳ hai người nào cũng chậm rãi bái xuống. nhị bái cao đường không có cao đường thì bái trưởng quan. Vợ chồng đối. Âm thanh còn chưa dứt, đã bị tiếng nổ lớn che giấu. Địch tập kích. Có một chiến hữu lớn tiếng hô. Máy bay địch đã bay lên không trung. Một quả bom đã được thả xuống. Bất luận cái gì chung quy chậm một bước, mặc dù hắn dùng tốc độ nhanh nhất điều động linh lực, muốn bảo vệ người yêu, nhưng vẫn là chậm một bước, Giang Viễn Thu vẫn là bị nổ tung thôn phệ. Ngọn lửa vén lên khăn vang màu đỏ của Giang Viễn Thu, bay trên không trung bị ngọn lửa thiêu đốt, hóa thành hoa hồng lửa nở rộ trên không trung. Tháng 8 năm 1945, giặc qua bại trận cố gắng đồng quy vu tận, dốc hết toàn lực quanh tạc đại đội 16 quân ta ven biển. Lúc ấy đại đội 16 có một đôi tân nhân đang cử hành hôn lễ, ngọn lửa vô tình cắn nuốt hai tân nhân. Sau đó quân ta tức giận, quân địch ở lãnh thổ nước ta đều bị chém đầu. Nước qua đột nhiên xảy ra tai họa địa chất, quốc gia trong thời gian một đêm chìm xuống đáy biển, không một ai sống sót. Chúng ta hãy mặc niệm với đại đội 16 và hai người mới. Bất luận cái gì bình tĩnh đứng ở trên mặt biển, dưới chân là chìm xuống lục địa, vẫn có thể nhìn thấy bị kiếm khí bao phủ hải dương cắt ra nước biển, đi thành một cái độc đoán đường thủy. Tại sao tôi không thể ở bên cô ấy sao? Thanh Minh đạp thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu VIP. Thời gian hoạt động Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4 Trong mộng dương quan Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Trước cổng trường, Tôn Thụy mặc một chiếc váy ngắn màu trắng, cả người tinh xảo như búp bê sứ Dẫn tới người đi ngang qua đều liên tiếp ghé mắt Thụy Thụy à, rốt cuộc là người đàn ông nào làm cho anh mơ hồ Còn để Thụy Thụy nhà tôi đợi dưới ánh mặt trời lâu như vậy bạn cùng phòng bát quái bên cạnh bên vực kẻ yếu cho Tôn Thụy. Tên cậu nam nhân này thật sự không được a, à, Thụy Thụy, ta thấy vẫn là đừng chờ hắn, nam nhân không có tâm như vậy tuyệt đối không phải thứ tốt. Ta chính là đi mua cái trà sữa, như thế nào lại không phải là thứ tốt? Một thanh âm lười biếng vang lên. Tôn Thụy nghe được thanh âm quen thuộc này, kinh hỉ ngẩng đầu nhìn lại. Một thân ảnh tiên khí bồng bềnh đi tới. Ta đi, đẹp trai như vậy bạn cùng phòng vừa rồi bên vực kẻ yếu nháy mắt vẻ mặt hoa si tôn thụy vẻ mặt ghét bỏ đẩy bạn cùng phòng ra sau đó có chút ngại ngùng cúi đầu đến rồi bất cứ ai kéo tay cô đưa cho cô một ly trà sữa mới vừa mua cho cậu bạn cùng phòng của cậu cũng có phần nha bất luận cái gì cười nói bạn cùng phòng bên cạnh vội vàng nhận lấy trà sữa trong tay ai nha cái này làm sao không biết xấu hổ đây anh đẹp trai anh tới tìm Thùy Thùy đúng không? Mau mau mau, Thùy Thùy đã đợi dưới ánh mặt trời rất lâu rồi. Bất kỳ ai cũng nhíu mày, nhìn về phía Tôn Thụy. Tôn Thụy có chút lúng cuốn cúi đầu, lấy tay túng góc áo, nhỏ giọng nói. Không. Không có chuyện gì, đều vừa tan học, không bao lâu đâu. Bất cứ bộ dáng đáng yêu nào nhìn Tôn Thụy, không khỏi mỉm cười. Đã như vậy, ta đây liền bồi thường một chút Tôn Thụy đồng học đi, hôm nay cơm ta mời thế nào tôn thụy ngẩng đầu không được nói tôi mời thì muốn tôi mời bất luận cái gì cũng không có ngăn cản dù sao năm nhân mà thật đến thời điểm tính tiền ai thanh toán nhanh hơn chúng ta vậy đi thôi bất cứ ai giơ tay ra làm thủ thế mời tôn thụy mới phát hiện đã chậm trễ thời gian rất lâu vội vàng kéo bất cứ ai ra khỏi cổng trường hai người đi trên đường phố bên ngoài Sống nhiệt mùa hè cuốn theo mùi thơm cơ thể nữ sinh nhào vào bất cứ khuôn mặt nào. Một lần làm cho bất cứ ai cho rằng mình trở lại thời điểm Giang Viễn Thu còn sống. Vì sao kiếp này nàng không còn gọi là Giang Viễn Thu nữa? Bất kỳ trong lòng nào cũng toát ra nghi vấn này. "Đến rồi." Giọng nói trong trẻo của Tôn Thụy vang lên. "Nơi này là ta tự ăn vặt đến khách sạn lớn, bên trong cơm đều rất ngon ăn." Bất cứ ai ngẩng đầu nhìn lên, một cửa hàng nhỏ thoạt nhìn có chút cũ kỹ khách sạn lớn cái tên này có chút độc đáo a à? độc đáo đi ông chủ chính là thú vị như vậy tôn thụy lôi kéo bất cứ ai đi vào trong tiệm cửa hàng nhỏ không lớn nhưng sạch sẽ gọn gàng người đàn ông ngồi trên quầy vừa nhìn thấy khách tới vội vàng bóp điếu thuốc trong tay u là tiểu thụy thụy a lại tới chỗ chú ăn cơm a đúng vậy triệu thuốc ta mang theo bằng hữu của ta tới đây ăn ngươi phải giúp ta chiêu đãi tốt hắn a à? chú triệu sờ sờ đầu được các con thích ăn cái gì thì nói với chú triệu trên thực đơn có hay không tôi đều có thể làm bất cứ thứ gì đẩy thực đơn đến trước mặt tôn thụy cậu gọi trước đi tôn thụy cũng không khách khí cầm thực đơn đến trước mặt mình chú triệu cháu muốn ăn mì trộn gà băm tương vừng bất cứ thứ gì chú gọi đi cháu ăn cái này là đủ rồi. Bất cứ thứ gì nhận lấy thực đơn, nhìn đồ ăn rực rỡ muôn màu trên đó, tìm nửa ngày mới nhìn thấy mì tôn thụy gọi, sau đó thu hồi thực đơn. Triệu thúc, một phần mì dương xuân, cảm ơn. Được rồi. Chú Triệu tiếp nhận thực đơn, đeo tạp về vào bếp bận rộn. Bất quá 5 phút, hai phần mì đã được bưng lên bàn. Chú Triệu cũng ngồi xuống bất cứ bàn nào bên cạnh. Người thân trong nhà Thụy Thụy qua đời sớm, từ nhỏ cũng chỉ có bà nội nuôi nấng, tiểu huynh đệ bình thường còn giúp đỡ Thùy Thụy nhiều hơn, nha đầu này từ nhỏ đã rất mạnh mẽ, cũng không đem khó khăn nói ra. Tôn Thùy vội vàng đứng lên ngăn cản. "Chú Triệu." Triệu Thúc cười ha ha. "Nha đầu này từ nhỏ đã tới chỗ ta ăn, ta xem như nhìn nạn lớn lên, giống như con gái ruột của ta vậy." Bất luận cái gì cũng mỉm cười, "Chú Triệu yên tâm đi, cháu sẽ chăm sóc tốt cho cô ấy." tôn thụy lập tức quay đầu giật mình nhìn bất cứ thứ gì sau đó phốc một cái mặt trong nháy mắt đỏ lên vội vàng cúi đầu cái gì à nó giống như ta là của ngươi chú triệu nhìn bộ dáng thẹn thùng của tôn thụy bị chọc cười ha ha phanh cửa lớn bị một cước đá văng vài tên côn đồ đi vào triệu thúc vội vàng nghênh đón mấy vị khách ăn gì tóc đỏ cầm đầu đẩy triệu thúc ra ném triệu thúc xuống đất còn đụng ngã mấy cái bàn ông già đừng có giả bộ với chúng tôi phí bảo hộ phí trong coi điện nước đều con mẹ nó nộp đủ cho tôi rồi tôn Thủy ở một bên nhìn bộ dáng kiêu ngạo của bọn họ nhìn không nổi nữa các ngươi cũng quá khi dễ người đi có tin ta báo cảnh sát hay không mấy người chú ý tới tôn thụy u a tiểu cô nương này lớn lên cũng rất đẹp đến bồi da đùa giỡn một chút nói xong tóc đỏ liền sờ tay về phía Tôn Thụy. ba Tóc đỏ tay bị rút một cái, trên tay nhất thời nhiều hơn một cái hồng ấn. Tóc đỏ bị đau, tay rụt lại. Ai u ta kháo? Thật con mẹ nó đau a, à, con mẹ nó là ai đánh ta? Tóc đỏ ôm tay rống giận. Là ta. Bất cứ ai bình tĩnh lên tiếng, trong tay vẫn cầm chiếc đũa vừa rồi. Đánh xong tay bẩn của anh tôi còn ăn cơm thế nào? Bất cứ ai cau mày, vẻ mặt ghét bỏ ném đũa vào thùng rác. Tóc đỏ thẹn quá hóa giận. Mẹ nó, không biết sống chết đồ vật, đều con mẹ nó thất thần làm gì. Một đám tiểu đệ nhau nhau cầm lấy gậy gộc trong tay, lao ra muốn đánh bất cứ thứ gì. Bất cứ bước nào về phía trước, bảo vệ Tôn Thụy ở phía sau. Bất cứ ai cầm đũa trên bàn, cắm vào vai một tên côn đồ. Tên côn đồ kia giơ cánh tay lên trong nháy mắt buông xuống ngay cả lực lượng dơ gậy lên cũng không có, đau đến côn đồ không ngừng phát ra tiếng kêu thảm thiết. Lan một tiếng, gậy gọc rơi xuống đất. Bất cứ người nào xoay người cúi đầu tránh thoát gậy bóng chạy đánh úp lại, tiện tay nhặt gậy vừa rồi rơi trên mặt đất lên, trực tiếp thoáng cái đối với đầu gối người nọ, người nọ trong nháy mắt quỳ trên mặt đất ông đầu gối kêu lên. Bất kỳ nhất chân nào cũng đạp bay lông đỏ, sau đó kéo chú triệu ra, một tay cầm khống chế lông đỏ trên quầy. Đau đau đau. Anh. Buông tha em, em không dám." Tóc đỏ liên tục cầu xin tha thứ. Không nói gì, chỉ quay đầu nhìn chú Triệu. "Tiểu Hà à, chuyện này đừng làm lớn quá, đưa bọn họ đến đồn công an là được." Bất luận cái gì gật đầu, một tay đem tóc đỏ ném ở cửa. Bất cứ ai đột nhiên nghe thấy tiếng bang bang, nghĩ rằng có một người giúp đỡ đang đến, ngay lập tức quay lại không nghĩ tới Tôn Thụy đang dùng chân không ngừng dùng chân đá đám côn đồ kia. Vừa đá còn vừa nói. Bảo các ngươi hù dọa ta. Ta một cô gái đáng yêu như vậy cũng bị các ngươi dọa đến nhăn nheo rồi. Bất kỳ vẻ mặt bất đắc dĩ kéo Tôn Thụy qua một bên, vừa kéo vừa khuyên. Được rồi, được rồi, đừng đánh nữa, đánh nữa sẽ chết người. Tôn Thụy lúc này mới dừng tay, sau đó phát hiện hành động của mình không quá thuộc nữ, lập tức lại khôi phục lại bộ dáng rụt rè vừa rồi bất kỳ nhìn thấy không khỏi mỉm cười được rồi chú triệu mấy người này cháu liền ném vào đồn công an lần tới nếu bọn họ còn tới thì tìm tôn thụy cô ấy liên lạc với cháu cháu lập tức tới bất cứ ai kéo tôn thụy ra khỏi cửa tiệm hình như chúng ta chưa tính tiền tôn thụy mới vừa đi ra nhỏ giọng nhắc nhở bất cứ điều gì bất kỳ một cái vỗ trán ai nha ta nói quên cái gì đâu này sau đó bất kỳ liền đá một cước tóc đỏ đi tính tiền đi liền đem cái bàn cũng cho bồi thường tóc đỏ không dám nói gì vội vàng trở lại trong tiệm cúi đầu không lưng với chú triệu liên tiếp xin lỗi cho một ngàn đồng mới đi bất luận cái gì dắt tóc đỏ mấy người đưa đến đồn công an hỏi vài câu liền đi đợi đến khi từ đồn công an đi ra đã đến tối gió đêm mùa hè thổi qua cũng không cảm thấy lạnh tôn thụy đột nhiên đi tới trước mặt bất kỳ người nào như là cố lấy dũng khí lớn lao có đôi khi anh và em mặc trang phục cổ trang có đôi khi là quân trang giải phóng quân trong mộng anh đối với em đặc biệt tốt nhưng em chưa bao giờ có giấc mơ hoàn chỉnh thậm chí em vừa nằm mơ liền rất khổ sở ánh mắt tôn thụy dần dần đỏ lên nhỏ giọng khóc nức nở từ nhỏ đến lớn em cũng chỉ nhìn thấy ánh sáng trên người bà nội và chú triệu những thế giới khác luôn u ám khi đó vừa khai giảng em đã chú ý tới anh em phát hiện anh giống như trong mộng có lẽ là ánh mặt trời của em em muốn em muốn làm bạn gái anh tôn thụy khóc nói hết câu bất kỳ sự im lặng hiếm hoi nào tôn thụy cho rằng không có khả năng vội vàng thu tay về đột nhiên bàn tay nhỏ bé của tôn thụy bị một bàn tay to ấm áp nắm chặt được lúc này đây ngươi cũng đừng chạy tôn thụy mạnh mẽ ngẩng đầu bất cứ ai cứ như vậy cười nhìn cô. Nhẹ nhàng vương tay lau khô nước mắt của Tôn Thụy. Quá khứ của em có lẽ toàn bộ thế giới đều u ám, nhưng sau đó sẽ không, em chính là toàn bộ thế giới của anh, anh sẽ chiếu sáng cô ấy. Bất cứ lời nào cũng ẩn chứa ma lực kinh người, không ngừng an ủi Tôn Thụy. Từ Tôn Thụy lau khô nước mắt nơi khóe mắt. Buổi tối mùa hè, hai bóng dáng trẻ tuổi ôm nhau, cũng giống như năm đó. Thanh Minh Đạp Thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu VIP. Thời gian hoạt động. Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4. Lần đầu hiện thân. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Hai người các ngươi làm rồi. Nhanh như vậy. Lúc này trong ký túc xá nam và nữ đồng thời truyền đến tiếng kinh hô. Bất cứ ai bị một nhóm bạn cùng phòng vây quanh, đều nghiêm túc như quan sát một loài mới lão nhậm à cậu không lên tiếng thì đã nổi tiếng rồi mới ba ngày cậu đã làm rồi bất kỳ bạn cùng phòng nào vẽ mặt hát tuyến trấn an chấn kinh hai chúng ta chính là ạ à, quên đi tùy các ngươi nói thế nào đi ngươi nhìn xem ta đã nói tiểu tử này không thành thật đi lộ ra nguyên hình rồi bằng đặt ở một bên cầm điện thoại di động hô to gọi nhỏ vội vàng gọi mọi người qua xem bạn cùng phòng đi qua vừa nhìn nhao nhao nhìn về phía bất kỳ cái gì làm gì bất luận cái gì trận trắng mắt ngày mai là số cao trùng hợp với đám tôn thụy cùng một lớp nha thì ra là như vậy vậy ngày mai tôi dậy sớm mang đồ ăn sáng cho cô ấy bất cứ ai chạm vào đầu bạn cùng phòng bên cạnh nghe xong lời này giống như một con khỉ nhảy lên nhảy xuống ông ngực của mình oán giận trời xanh không có mắt bất quá tôn thụy có một người bạn cùng phòng dáng dấp rất đẹp, các ngươi ai muốn nàng phương thức liên lạc? Ta. Đại ca ta muốn. Đừng cho hắn, cho ta ba. Gia gia. Thân gia gia A, ai cũng đừng theo ta đoạt, bằng không gia gia ta đánh các ngươi. Chỉ có bằng đạt vẻ mặt bình tĩnh, một đám tục nhân chưa từng ăn thịt heo, ta khinh thường làm bạn với các ngươi. Sau đó từ trong bàn sách móc ra một bó cao hương, đối với bất kỳ vẻ mặt đau thịt lấy ra ba căn, lão tổ tông A đây chính là cổ Phật Bạch Trầm Hương. Bằng đạt vẽ mặt nịnh nọt. Bất luận cái gì trực tiếp đem một tờ giấy ném tới v -C, mấy cái bạn cùng phòng tất cả đều như ông vỡ tổ tràn vào v -C. Con mẹ nó rơi vào trong hầm cầu rồi. Ta đi. Ai gài đúng quần ta? Đừng dùng bàn tay bẩn thiểu của anh chạm vào cống thoát nước chạm vào miệng tôi. Trong nhà vệ sinh một mảnh hỗn loạn. Bên kia ký túc xá nữ cũng xảy ra tình huống tương tự, chỉ có điều không có thê thảm như ký túc xá nam. Kỳ thật chính là tác giả chưa từng đi qua nữ sinh ký túc xá, không biết tình huống gì, có rảnh cái nào độc giả mang tai nhìn một chút đi. Bất cứ ai cầm điện thoại lên, gửi video cho Tôn Thụy. Nhậm Tiểu Hà Tôi thật sự hết chỗ nói rồi, tôi nói làm đối tượng rồi các bạn cùng phòng đều điên rồi. Giang Viễn Thu Ha ha ha, tôi cũng vậy, Giang Viễn Thu hình ảnh nhậm tiểu hà thời gian không còn sớm cậu mau ngủ đi gian viễn thu ừ cậu cũng vậy nhậm tiểu hà biết rồi cậu ngủ đi cuộc nói chuyện kết thúc bất luận cái gì cũng nhắm mắt lại muốn ở trong mộng gặp lại nàng một lần ngày hôm sau bất cứ ai đến lớp mang theo bánh cuốn vừa mua bất cứ ai ngồi trên ghế bên cạnh chỗ ngồi đặt một quyển sách là chỗ dành cho tôn thụy chỉ chốc lát sau, Tôn Thụy và bạn cùng phòng xuất hiện ở cửa, bạn cùng phòng của Tôn Thụy nhìn thấy bất cứ thứ gì, liền nháy mắt ra hiệu với Tôn Thụy. Tôn Thụy vẽ mặt bất đắc dĩ đi về phía bất kỳ vị trí trống nào bên cạnh. Đến rồi. Bất cứ ai cười nói, hơn nữa còn đưa bữa sáng mới mua lên. Cảm ơn, cảm ơn. Tôn Thụy có chút thụ sủng nhược kinh. Anh cũng mang cho em. Tôn Thụy lấy từ trong ngực ra một chai sữa. Anh lo lạnh nên vẫn để ở trong ngực, em đừng ghét bỏ. Bất cứ ai cầm bình sữa lên, ghé vào trước mũi ngửi ngửi. Thơm quá. Mặt tôn thủy nhất thời đỏ lên, đầu rũ xuống trước ngực. Bất kỳ sau khi nhìn thấy, nở nụ cười một chút. Tiểu gia hỏa này thật không khỏi buồn cười à. Một giáo sư già hói đầu bước vào lớp học và các sinh viên bắt đầu lên lớp. Đừng thấy giáo sư già, nhìn giọng người ta trung khí mười phần không cần loa cũng quán triệt cả lớp chúng ta học vi tích phân cũng đã hơn một năm ta muốn xem trình độ nắm giữ của mọi người như thế nào cho nên mời xem đề răng rắc thanh âm vỡ vụn vang lên trên bục giảng lão giáo sư nhíu mày là ai ghế hỏng rồi mau đổi chỗ ngồi khác không nên chậm trễ giảng bài có bạn học nói với giáo sư giáo sư toàn bộ phòng học của chúng ta đều là hợp kim không có gỗ căn bản sẽ không vỡ. Âm thanh phát ra từ bên ngoài. Bất kỳ thanh âm nào truyền đến, đồng thời, bất kỳ cũng gắt gao nhìn chầm chầm bầu trời ngoài cửa sổ. Tiếng xé rách lớn hơn nữa vang lên, bầu trời đột nhiên xuất hiện một cái khe nước thật lớn, từ trong khe nước vươn ra một bàn tay, nắm chặt không gian. Sau đó, một bóng người từ khe nước không gian đi ra. Người nọ một thân hát bào, trên thân thể có hoa văn màu đỏ như máu, nhìn dữ tợn đáng sợ có thể xem như đi ra, thế giới này vậy mà không có linh khí tồn tại, thế giới phạm nhân. Hắc y nhân tuy rằng kinh ngạc, nhưng vẫn vất tay vung xuống mấy cái đinh. Mấy cái đinh kia đâm vào trong hư không, truyền đến từng trận kích động. Hư không không ngừng vỡ vụn, 13 cái hư không thông đạo không ngừng xuất hiện, mỗi cái thông đạo đều đi ra một cái hắc bào nhân. Một cái đại hà trực thăng bay đến giữa mấy người, loa lớn không ngừng chiếu lại. Nơi này là đại hạ cương thổ, xin lập tức hạ cánh đồng thời giơ tay đầu hàng, nếu không chúng ta sẽ dùng vũ lực trấn áp. Mấy người nghe nói như thế, phát ra tiếng cười khô héo, sau đó tay trái nhẹ nhàng cào một cái, cái trực thăng kia bị một tay chân năng lượng bắt được, sau đó hung hăng ném trên mặt đất. Mấy người liếc nhau, nhào nhào ra tay bắt đầu tàn sát. Từng tòa nhà bị phá hủy, từng sinh mạng vô tội bị tàn sát. Bất quá vài phút, Kinh Đô liền biến thành nhân gian địa ngục, kêu thảm thiết cùng máu tươi không dứt bên tai bất cứ cảnh tượng nào nhìn trước mắt tại sao tường phía nam chẳng lẽ không phải là mục tiêu sao vì sao bọn họ còn có thể phá vỡ hư không tiến vào đột nhiên có cảm giác thân thể lay động một trận bất cứ quay đầu nhìn thấy sắc mặt tôn thủy tái nhợt giống như bị dọa không nhẹ tôn thủy lấy hết dũng khí kéo bất cứ thứ gì lên chúng ta đi mau nếu không không còn kịp rồi Bất luận cái gì lắc đầu, bọn họ đã chú ý ở chỗ này, đi không được. Bất kỳ vung tay lên, vừa đến Kim Quang Bao phủ toàn thân Tôn Thụy, trong nháy mắt Kim Quang Bao phủ, tòa nhà dạy học đã bị chặn ngang chặt đứt, bên ngoài Kim Quang trong nháy mắt bị mảnh vụn lấp đầy, Tôn Thụy bên trong Kim Quang nhìn bất kỳ thứ gì bị kiếm quang huyết sắc cắn nuốt, trong miệng phát ra tiếng thét chói tai thống khổ. Tôn Thụy liều mạng đấm Kim Quang, không ngừng gào khóc. Bụi mù chậm rãi tản đi, bất kỳ thân ảnh hoàn hảo nào đi ra, thấy thân ảnh Lê Hoa Đái Vũ khóc trong kim quan dừng một chút, sau đó cúi người xuống, nhẹ nhàng ôm Tôn Thụy vào trong ngực. Nhà đầu ngốc, anh không sao, ngoan, không khóc nữa. Anh giải quyết chuyện bên ngoài một chút, anh sẽ trở lại. Bất kỳ nhẹ nhàng buông Tôn Thụy ra, sau đó quan mang màu xanh kim quanh thân phóng lên cao. Trên bầu trời mặt trăng chậm rãi hiện lên, cùng mặt trời xa xa đối lập vừa đến kim quang từ trong mặt trăng lao ra tràn vào trong bất kỳ thân thể nào toàn thân chậm rãi hiện ra hoàng bào màu vàng xanh nhẹ nhàng khoác lên vai một cái màu vàng cổ lộ từ bất kỳ dưới chân giống bầu trời lan tràn cuối đường xuất hiện một cái cổ xưa đại môn bất kỳ nhất chân nào cũng chậm rãi đi lên con đường cổ đi theo con đường hoàng đế đạp thiên môn cung nghênh thánh vương giá lâm tham kiến đa tình đế chung quanh cổ lộ xuất hiện vô số thân ảnh thánh nhân, hướng về phía bất kỳ xa nào triều bái. Bất kỳ nhẹ nhàng đi qua cổ lộ, một cước vượt qua thiên môn. Trong nháy mắt bất kỳ bước qua, bất kỳ khí thế chung quanh chợt biến đổi, giống như thế trời đất sông thẳng lên trời cao. Cảm giác áp bách cực lớn trong nháy mắt đè lên đầu gối mấy người áo đen cong lên, mấy người chống đỡ không quỳ xuống. Bất cứ ai đứng xa xa trên bầu trời, nhìn mấy thân ảnh chật vật, Mấy người các ngươi là ta trực tiếp động thủ, hay là các ngươi giao phó phía sau màn người ta cho các ngươi lưu cái toàn thay đây? Tự mình chọn đi. Thanh Minh đạp thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu VIP. Thời gian hoạt động: Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4. Bắt đầu. Bạn đang nghe tại truyện.audio. Mấy người đối với bất cứ lời nào đều khịt mũi coi thường đã sớm nghe nói Thánh Vương chiến lực hùng hậu, hôm nay vừa thấy quả nhiên không tầm thường. Bất quá, ta và ngươi mấy người đều là đế cảnh, ngươi lại có lòng tin gì đánh bại chúng ta đây? Hắc Bào cầm đầu trên mặt lộ ra vẻ cười nhạo. Vậy nếu thêm chúng ta thì sao? Dứt lời, trong hư không lần nữa xuất hiện năm con đường cổ, không có cái khác biệt thiên môn ở cuối lần lượt mở ra. Năm đạo thân ảnh từ trong thiên môn chậm rãi đi ra. Uy thế kinh thiên khiến cho hư không xung quanh không ngừng vỡ vụn, phát ra tiếng nổ chói tai. Đường đăng đế, Đạp Thiên môn, Cung nghênh Bá vương, Cung nghênh Thanh xuyên đế, Cung nghênh Thần vương, Cung nghênh Thiên hiểu đế, Cung nghênh Tiên vương, Cung nghênh Kiếm nguyên đế, Cung nghênh Linh vương, Cung nghênh Mặc linh đế. Đại đạo chi âm điên cùng hiện ra, hư không chấn động không ngừng. Trương Thanh xuyên cầm đầu lộ ra cơ bắp bàn bạc, chỉ là nhẹ nhàng nắm tay hư không trăm dặm xung quanh lập tức rơi xuống giống như thiên khuynh cạn bã các ngươi còn không xứng chúng ta toàn lực xuất thủ chỉ là nhân số có chút nhiều kiến mà thôi dương hiểu cùng lương tư nguyên trên người bạch y bồng bềnh dương hiểu cầm súng xung quanh thương ý như trụ cột kinh thiên quán triệt thiên địa lương tư nguyên tay phải cầm kiếm hư không cùng khung trời trải rộng vết kiếm chỉ có mạc uyển một thân váy lụa xanh giờ tay thấy linh lực màu xanh bắt đầu khởi động sinh cơ lực bừng bừng, nơi đi qua đều là một mảnh màu xanh biếc. Sắc mặt mấy người áo đen bắt đầu có chút ngưng trọng. Không nghĩ tới nhân tộc ngũ vương đều ở giới này, ngược lại có chút khó khăn a. À. Bất cứ ai quay đầu nhìn đám người áo đen, nói với Mạc Quyển. Tổng cộng 14 người, một người ba người, Mạc Quyển hai người. Mấy người đều gật đầu, ngầm thừa nhận phương pháp phân phối này. Bất cứ ai khẽ mỉm cười. Như vậy, chúng ta nên lên nói xong năm đạo lưu quang chạy nhanh xông thẳng người áo đen mà đi trương thanh xuyên dẫn đầu một quyền vung ra quyền mang màu vàng tím lăn không nện xuống hư không trực tiếp vỡ nát lộ ra vô số vết nứt ngâm đen sau đó lại vung ra một quyền đánh bay ba người khí thế phóng lên cao lão tử một quyền này nhẫn mấy ngàn năm ngươi đạp ngựa tiếp cho lão tử đi nói xong lưu quang lại hóa thành màu tím kim sắc đuổi đánh ba người Bên kia Dương Hiểu cầm thương, hóa thành lưu quan màu bạc đánh xuyên bầu trời, một đạo hư ảnh trường thương màu bạc từ trên bầu trời đâm xuống. Kinh thiên Hư ảnh tiêu tán, hào quang màu bạc phóng lên cao, trong nháy mắt bao phủ ba người áo đen. Sau đó một trường thương đột ngột mọc lên, hung hăng đâm thủng kim quang hộ thể, ba người áo đen bay ngược ra ngoài. Lương tư nguyên tay phải cầm kiếm, tay trái nhẹ nhàng phất qua thân kiếm, nhất thời từng đạo hào quang màu lam nhạc hiện lên quanh người lương tư nguyên. Văn, lầm lẫn, lầm lẫn, giả dối. Kim quang từ trong rũ xuống, hóa thành hàng rào kim quang ngăn cản đường đi của ba người. Sau đó lương tư nguyên nhẹ nhàng vung kiếm, kiếm quang kinh thiên chém ra, theo một tiếng, ba người bị một kiếm kiêu thủ. Bất luận cái gì tại vượt qua thiên môn, pháp thân trở về, huyết mạch lần nữa bị mở ra. Huyết chí tôn bảy màu, cháy bất kỳ tay phải nào hướng hư không nhẹ nhàng tìm tòi, sau đó đột nhiên dùng sức, hư không sụp đổ. Bất kỳ từ trong chậm rãi kéo ra một thanh trường kiếm, thân kiếm xẹt qua hư không, hư không giống như đậu hũ bị cắt ra chỉnh tề. Đã lâu không gặp, lão bằng hữu. Bất luận cái gì xuất ra trường kiếm, bất quá bấm ngón tay bắn ra, chung quanh màu sắc rực rỡ hư ảnh cuốn quanh, năm đạo hư ảnh từ không trung lăng không đứng sừng sững. Có người che mặt thất thanh khóc trống, có người sinh lòng vui mừng ngửa mặt lên trời thét dài có người ông đầu sợ hãi vô cớ Hỷ nộ ái ố sợ để hiệu ta đa tình trưởng quản cảm xúc nhân gian bất kỳ một kiếm chém ra kiếm quan hoành không mỗi một kiếm đều hội thắp sáng không trung một ngôi sao chỉ trong chốc lát bất cứ thứ gì cũng chém ra ngàn kiếm ban ngày hoành không lại tinh quan chói mắt bất kỳ tinh quan sáng chói quanh thân bất kỳ lập tức điều động tinh lực quanh thân chém ra một kiếm cuối cùng đối với địch nhân thiên tinh kiếm quan kinh thiên dựng lên mang theo tinh quang bay vút về phía địch nhân nhất kiếm kiêu thủ đế cảnh cũng chia làm ba bảy loại mới vào đế cảnh cũng không nên đi ra chịu chết đúng không nhìn lâu như vậy không định ra ngoài nói chuyện một chút sao bất kỳ đối với hư không phía sau nói ra ha 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 không hổ là thánh vương đại nhân bất quá, trò chơi còn chưa kết thúc, hảo hảo hưởng thụ thịnh thế sau này đi. Nói xong, thanh âm tiêu tán, người nọ từ đầu đến cuối đều không lộ ra thân ảnh. Bất luận cái gì nhíu mày, còn chưa kết thúc. Oanh! Một linh khí rung động đột nhiên khuếch tán, ngay sau đó, trong hư không hiện ra một hàng rào màu đồng thau. Mục tiêu của bọn họ là tường phía nam. Dương Hiểu là người đầu tiên kịp phản ứng, xoay người hướng về tường phía nam phương hướng sông mạnh mà đi. Răng rắc. Nam tường vỡ vụn ra một cái miệng lớn kinh người. Bất kỳ một tiếng trống lớn nào. Màu tránh ra. Là linh bạo. Trong phút chốc, một cái thật lớn linh khí rung động chậm rãi thành hình, sau đó đột nhiên khuếch tán, rung động chỗ đi qua, thổ địa đảo ngược nước biển rót ngược. Dương Hiểu dựa vào đế thân trước mặt đứng vững ở trung tâm vụ nổ bất luận cái gì biến sắc, không tốt. Nàng còn ở phía dưới. Sau đó bất kỳ thân ảnh nào đột nhiên biến mất, lóe lên xuất hiện trên đống đổ nát của tòa nhà dạy học. Ông lấy tôn thủy, sau đó rung chuyển, lắc mình đi tới bầu trời. Trong nháy mắt sau khi bay lên, linh khí thủy triều tiến đến, trong nháy mắt sang bằng phế tích, đá vụn gạch ngói vụn trên mặt đất ban đầu đều bị trùng kích thành bột phấn. Bất cứ cảnh tượng nào nhìn trước mắt, một trận phẫn nộ vẫn để cho bọn họ thực hiện được. Nhậm, bất luận cái gì, đây là chuyện gì xảy ra a? À? Tôn Thủy ở trong lòng nhìn cảnh tượng trước mắt, vẻ mặt tái nhợt. Yên tâm đi, linh khí thủy triều sẽ không ảnh hưởng đến nhân loại, linh khí sẽ tự nhiên vòng qua thân thể. Đây là quy luật vạn cổ không thay đổi. An ủi Tôn Thủy. Tôn Thủy mặt tái nhợt gật đầu, nhìn thế giới dưới chân như có điều suy nghĩ. Bất quá, linh khí khôi phục sau đó thế giới sẽ không thái bình a à. bất kỳ vẻ mặt ngưng trọng nào tôn thụy có chút tò mò linh khí hồi phục có gì không tốt sao không cái này rất tốt nhân tộc tiên thiên ưu thế chính là tu luyện gián hợp đại đạo linh khí khôi phục nơi này nhân tộc cũng có thể càng thêm cường đại tôn thụy nghe thấy lời này càng thêm khó hiểu vậy tại sao ngươi còn mặt ủ mày chau thụy thụy ngươi nói nhân loại phát triển căn bản nguyên nhân là cái gì tôn thụy nghĩ nghĩ đáp tham lam bất luận cái gì gật đầu đúng vậy nhân loại phát triển căn bản chính là giả tâm cùng tham lam mặc dù nói như vậy không phải rất tốt nhưng trên thế giới này chỉ có người không biết đủ mới có thể có thành tựu linh khí khôi phục toàn dân tu luyện bây giờ còn có thể nhưng sau này thì sao bọn họ sẽ hướng tới thế giới bên ngoài tinh không sẽ hướng tới cảnh giới cao hơn như vậy đến lúc đó Dị tộc xâm phạm, ta ngăn cản, bọn họ sẽ nói ta bế quan tỏa quốc, ta không ngăn cản, bọn họ sẽ nói ta làm nhục lòng người. Chuyện sau đó, ưu thế ở dị tộc, bọn họ mở ra linh khí thông đạo chính là vì để cho chúng ta nội chiến. Khó a. À? Thanh Minh Đạp Thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu viết. Thời gian hoạt động: Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4. Linh khí khôi phục, đàm phán bạn đang nghe tại truyện chấm audio bất cứ thứ gì mang theo tôn thụy chậm rãi rơi xuống mặt đất bất cứ kình khí nào bộc phát dọn dẹp ra một nơi tương đối rộng rãi ánh sáng quanh thân dần dần nội liễm dần dần biến trở về bộ dáng người bình thường tôn thụy nhẹ nhàng kéo bất kỳ góc áo nào chỉ vào người bị chôn vùi dưới đống đổ nát có thể cứu bọn họ không bất cứ ai khẽ mỉm cười đương nhiên có thể bất cứ ai vươn tay phải ra nhẹ nhàng vỗ ngón tay trong phút chốc hư không đình trệ thời gian dừng lại sau đó sự vật chung quanh chậm rãi đảo lưu về tới bộ dáng trước khi bị phá hư mạc uyển anh chỉ rút lại thời gian người bị thương vẫn còn em trị liệu đi bất cứ ai cũng nhìn về phía mạc uyển mạc uyển gật đầu cất bước tiến lên linh khí màu xanh biếc từ trong tay chậm rãi ngưng tụ sau đó bước chân mạc uyển vừa đạp sinh mệnh lực tràn đầy lấy mạc quyển làm trung tâm giống như khuếch tán bên ngoài linh khí rung động cỏ non nảy mầm sinh vật tô sinh bất luận cái gì ngươi vì cái gì không trực tiếp đảo ngược thời gian của mọi người a à. tôn thụy nghi hoặc hỏi ta vốn là muốn làm như vậy một là bởi vì vừa rồi thiên đạo ý thức ngăn cản ta như vậy sẽ lây nhiễm lên chủng loại nhân quả hay là nếu như vậy là tất nhiên phát sinh sự tình như vậy nhất định đối với ta hữu dụng bất kỳ khuôn mặt nào cũng tràn đầy tự tin tôi không biết nói thế nào nhưng tương lai nhất định thuộc về chúng ta tôn thụy nhẹ nhàng ôm lấy thắt lưng cảm nhận nhiệt độ trong lòng nhắm mắt lại anh ủng hộ em bất kể là gì bất cứ cái gì nhẹ nhàng vuốt ve tôn thụy lưng sẽ kết thúc đợi đến khi kết thúc ta liền cho ngươi xem thiên mã xem thần lộc đột nhiên trên bầu trời truyền đến tiếng gầm rú của động cơ mấy chục máy bay chiến đấu vây quanh một chiếc trực thăng chậm rãi đáp xuống bên cạnh cửa khoang mở ra từ trong đó đi ra một lão nhân tóc bạc nhan sắc trẻ con tuy rằng nhìn già nua nhưng khí chất của người thượng vị vẫn toát ra vị tiên sinh này tôi là người cầm lái hiện tại của hoa hạ trần lập tâm tôi có thể mời ngài đi uống chén trà không bất luận cái gì giống như là đã sớm đoán được sắc mặt như thường gật gật đầu trần lão không cần khách khí như thế Ta chỉ là một sinh viên nho nhỏ của Đại học Kyoto mà thôi, chuyện uống trà, tại hạ tự nhiên vui vẻ. Nghe nói như thế, Trần Lão như trút được gánh nặng. Đã như vậy, mời nhâm tiên sinh dời bước an thiên các uống trà nói chuyện phím đi. Trần Lão làm ra thủ thế mời. Bất luận cái gì cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên trán tôn Thụy. Ngoan nha, chờ anh trở về. Mặc dù đã xác lập quan hệ, tôn Thụy vẫn đỏ mặt, cúi đầu nặng nề ừ một tiếng bất cứ ai cười vỗ vỗ đầu tôn thụy sau đó xoay người đi theo trần lão rời đi an thiên cát trần lão nhẹ nhàng buông chén trà trong tay xuống nhậm tiên sinh cho phép tôi mạo mùi hỏi một chút rốt cuộc anh là ai những người đó là ai bất kỳ ngón tay nào nhẹ nhàng gõ lên bàn cũng không vội trả lời mà là hỏi ngược lại trần lão một vấn đề trần lão hoa hạ nguyện ý đứng về phía tôi sao Trần Lão trầm mặt một lúc lâu, chậm rãi mở miệng. Nhâm Tiên sinh, xin thứ cho tôi không thể lập tức trả lời ngài, tuy rằng ngài vừa cứu vớt chúng tôi, nhưng tôi không thể xác định lập trường của ngài. Xin Nhâm Tiên sinh thứ lỗi. Bất cứ cái gật đầu nào. Đây đích thật là chuyện trong lẽ thường. Trần Lão thở vào nhẹ nhõm. Nhâm Tiên sinh rõ ràng là được rồi. Bất kỳ ai cũng háng giọng. Vậy tôi nói một chút tình huống hiện tại đi chính như ngươi nghĩ, trong không gian này cũng không phải chỉ có lam tinh một thế giới, tự như ta, đến từ hoang cổ. Sẽ có một hàng rào thế giới ở cuối mỗi thế giới, mà chúng tôi gọi là bức tường phía nam. Ngươi không cần quan tâm năm người chúng ta rốt cuộc vì cái gì tới nơi này, vì cái gì thủ hộ nơi này. Ta chỉ có thể nói, được cố nhân nhờ vả. Vừa rồi tường nam vỡ nát ngươi hẳn là nhìn thấy, linh khí thủy triều đã tới, hiện tại linh khí lam tinh đã bắt đầu khôi phục rất nhanh tất cả sinh vật nơi này đều sẽ trở nên mạnh mẽ. Ta muốn chính là ta giao cho các ngươi tu luyện để các ngươi trở nên mạnh mẽ. Lúc ngoại tộc xâm lược có thể giúp ta chống cự một ít. Ít nhất không phản bội là tốt rồi. Ta giúp các ngươi, một là cố nhân nhờ vả, hai là người yêu của ta ở trên Lam Tinh. Hiện tại, Trần lão có thể cho ta một đáp án không? Trần lão suy tư thật lâu, sau đó gật đầu đồng ý bất cứ đề nghị nào nhâm tiên sinh, hiện tại bách phế đại hưng, tôi sắp công bố chuyện linh khí hồi phục, mời ngài cũng đến làm chứng. Bất luận cái gì gật đầu, ngầm thừa nhận việc này. Bất cứ ai đứng dậy, nói với Trần Lão. Tôi về trước, buổi họp báo buổi chiều tôi sẽ có mặt. Nói xong, sẽ rách hư không, rời khỏi an thiên cát. Cảm nhận được bất kỳ rời đi nào, Trần Lão trong nháy mắt ngồi phịch xuống đất, lộ ra khẩu súng lục đặt ở dưới sofa thời đại thay đổi rồi hy vọng lựa chọn của ta không sai lầm bất kỳ vị trí nào của tôn thụy trực tiếp xuất hiện trong một căn phòng tinh xảo ngửi mùi thơm nhàn nhạt trong phòng lộ ra thần sắc hồi ức lạch cạch cửa phòng tắm đột nhiên mở ra vây quanh khăn tắm tôn thụy từ trong phòng tắm đi ra đột nhiên nhìn thấy trong phòng bất luận cái gì à bất kỳ thân ảnh xinh đẹp nào trước mặt đều xuất thần sau đó liền bóp bóp một cái bị tôn thụy tác một cái tôn thụy cùng bất kỳ ai ngồi ở bên giường trên mặt bất kỳ ai còn có một dấu bàn tay hồng hồng tôn thụy có chút ngượng ngùng ông xin lỗi a à, ta thật không biết ngươi sẽ đột nhiên xuất hiện ở trong phòng của ta ta cho rằng sắc lan đâu bất kỳ có chút bất mãn nhỏ giọng lầm bầm ngoại trừ ta ai còn nguyện ý nhìn ngươi a à, cùng sau lưng khảm ở trước ngực giống nhau ngươi nói cái gì tôn thụy nhất thời ấm áp không không nói gì bất cứ ai vội vàng giơ hai tay lên tỏ vẻ vô tội anh tôn thụy vừa định nói gì đó đã bị bất cứ ai ông lấy đừng quên em là cả thế giới của anh sao anh lại nói thế giới của anh không tốt chứ cùng với giọng nói từ tính dập tắt lửa giận của tôn thụy lát nữa tôi phải đến đài truyền hình một chuyến cùng hoa hạ tuyên bố chuyện thế giới mới tối nay chờ ta nha bất luận cái gì hôn lên má Tôn Thụy, cười nói. Tôn Thụy bị một chút cho thân mơ mơ màng màng, mơ mơ hồ hồ ừ một tiếng. Đến buổi tối, 7 giờ đài truyền hình thống nhất phát sóng hoa hạ tân thế giới họp báo. Trần Lão ngồi ở trước bàn làm việc, vẻ mặt nghiêm túc cùng mọi người nói rõ tính nghiêm trọng của sự tình. Trong lúc bất chợt, hư không đột nhiên vỡ nát, bất kỳ thân ảnh nào xuất hiện. Bất kỳ đối với camera phương hướng cười chào hỏi, sau đó vẻ mặt nghiêm túc đến đây, ta chỉ nói một câu. Cựu thế giới đã qua đi, hiện tại kẻ thù bên ngoài hiện tại, nếu như nhân loại không liên hợp lại, như vậy mặc dù có chúng ta năm vị tại, nhân loại vẫn sẽ tuyệt chủng. Bất cứ lời nào vừa nói ra, thế giới xôn xao. Thanh Minh đạp thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu viết. Thời gian hoạt động. Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4. Thời đại mới bạn đang nghe tại truyện chấm audio tôi nói đều là sự thật bất kỳ nhàn nhạc, nhạc nói kế tiếp linh khí sẽ không ngừng cải tạo thân thể các ngươi khi ngươi lâm vào ngủ say đã nói rõ ngươi sắp thức tỉnh có người tương đối sớm cũng có người tương đối muộn đương nhiên cũng có người kinh mạch trời sinh bế tắc không cách nào thu nạp linh khí không cách nào thức tỉnh bất quá thức tỉnh không riêng gì nhân tộc động vật thực vật đều sẽ thức tỉnh Động vật sẽ biến thành yêu thú, thực vật có sẽ biến thành thiên tài địa bảo cũng có sẽ biến thành hung thú, đây đều là có khả năng. Hiện tại ngoại địch trông cậy vào các ngươi nội chiến, bọn họ ngồi ngư ông đắc lợi. Chúng ta không thể để cho bọn họ thực hiện được. Nhân tộc phải đoàn kết. Ta đến từ Thái Cổ, nơi đó cũng có nhân tộc, thậm chí ở vạn giới đều có nhân tộc tồn tại. Chúng ta nơi này là tổ địa, nơi nhân tộc khởi nguồn. Chỉ có nhân tộc vạn giới đoàn kết cùng một chỗ, mới có thể chống đỡ xâm lược sau này. Hiện tại chúng ta còn có ưu thế, địch quân không biết nhân tộc đoàn kết một lòng, bọn họ muốn chờ đợi sự tình lên men, chờ đợi nội chiến tiến đến, chúng ta liền thừa dịp bọn họ chờ đợi thời gian phát triển lên. Các ngươi có thể làm được hay không? Bất kỳ lớn tiếng hỏi. Bất kỳ lời nói nào vừa dứt, phút chốc yên tĩnh. Mặc dù là ở trong phòng, nhưng là bất luận cái gì vẫn nghe được núi hô sóng thần giống như thanh âm trần lão ở phía sau chậm rãi gật đầu trong lịch sử mấy ngàn năm của hoa hạ từ thời xuân thu ta đã nhìn chăm chú vào sự phát triển của hoa hạ bất cứ điều gì tiếp tục ta đã tham gia cuộc chiến tầm thủy ta và tần vương đã uống rượu ta đã thấy tiểu ấp của khai nguyên thịnh thế do tàn vạn gia thất ta đã tham gia chiến tranh chống oa ta đã bắn thổ thương ta đã thấy vô số người trưởng thành cũng đã thấy sinh mệnh lực tràn đầy của người Hoa Hạ. Cùng với nguy hiểm khi tiến đến đứng thẳng ra. Ta không phải đồ cổ, cho dù ta đã mấy ngàn tuổi. Ta nhớ rõ từng có người gọi đùa lam tinh ngũ đại phó bản, thì có một cái hoa hạ trường thành trong coi đi. Hiện tại ta nói cho các ngươi biết, trường thành là chủ ý của ta, bên trong có ta ẩn chứa đạo ẩn, hắn thuộc về mỗi một cái nhiệt tình yêu thương tổ quốc người hoa hạ. Chỉ sau ta sẽ mở ra trường thành pháp trận, trong trường thành nhân tộc đồng tâm có thể cùng hưởng lực lượng có thể hay không bất kỳ lần nữa lớn tiếng hỏi ngoài cửa sổ vẫn là núi hô sóng thần có thể ngoài trừ ta còn có bốn vị nhân vương sau này các ngươi sẽ gặp từng vị một xin hãy nhìn ra ngoài cửa sổ nói xong bất kỳ một bước bước ra lần nữa xuất hiện lúc đã đến hoa hạ không trung hôm nay là ta hoa hạ thời đại mới mở ra ngày ta lấy nhân tộc đoàn kết chi tâm làm dẫn lại mở trường thành pháp trận dương ta hoa hạ vạn năm thần uy chư quân hãy nghe long ngâm trong nháy mắt trường thành chấn động không ngừng gạch vỡ không ngừng rơi ra độ cao cũng không ngừng tăng trưởng vạn lý trường thành đột nhiên hóa thành vạn dặm cự long xoay quanh lên trời tiếng rộng năm vạn dặm chấn minh bất kỳ đưa tay ra một chiêu cự long bay tới xoay quanh bất kỳ thân chu nào Bất kỳ một chỉ điểm nào, một chút kim quang không ngừng khuếch tán, sau đó hóa thành mưa ánh sáng đầy trời, dung nhập vào trong cơ thể mọi người. Bất kỳ bàn tay phẳng. Chư vị, hôm nay ta đưa các ngươi một cái cơ duyên, nên đón toàn thể thức tỉnh thời đại đi. Mọi người sau khi hấp thu quang mang, đều rơi vào ngủ say. Bất cứ ai đứng trên không trung đều hơi trầm tư. Ngươi làm như vậy, thật sự hữu dụng sao? Dương hiểu từ trong hư không đi ra bất luận cái gì lắc đầu. Ta không biết, vạn năm qua các ngươi tỷ thế ẩn cư, chỉ có ta ở trong hồng trần chìm nổi, ta bố cục mấy ngàn năm, năm đó ta đem linh hải phong ấn cũng là vì hôm nay. Vậy ngươi cái này cùng lừa bọn họ có cái gì khác nhau? Lương Tư Nguyên cũng đi ra, lên tiếng hỏi. Bất luận cái gì cũng không có giải thích cái gì. Nghiêm túc mà nói, ta cũng không có lừa bọn họ, ta nói đều là lời thật, chỉ là giấu giếm một ít mà thôi, dù sao cơ duyên cũng là sự thật bất luận cái gì bàn cờ này ngươi nếu tiến vào làm cờ sai một bước đó chính là vạn kiếp bất phục a à. trương thanh xuyên và mạc quyển vội vàng ngăn cản bất kỳ quay đầu lại hiên ngang cười liền đối với ta không có lòng tin như vậy sao ta sẽ không thua vì nàng ta cũng sẽ không thua bất kỳ thân ảnh nào biến mất chỉ để lại mấy người mạc quyển đứng sừng sững trên bầu trời đêm trương thanh xuyên thở dài nói năm đó nên ngăn cản hắn nhất định phải đi cảm xúc một đạo chứng đạo sau khi cảm xúc không khống chế được chỉ có thể dựa vào tu luyện vạn đạo đến áp chế hiện tại xem ra áp chế không được dương hiểu đồng dạng cảm thấy tiếc hận cái này ngàn năm cục dĩ nhiên chỉ là bởi vì một phàm nhân nữ tử mà lên hoang đường đến cực điểm a mấy người luyện thở dài lập tức thân ảnh chìm vào hư không biến mất không thấy bên kia bất cứ thứ gì nhẹ nhàng đi tới bên cạnh tôn thụy nhẹ nhàng vuốt ve mặt tôn thụy lúc này tôn thụy đã sớm rơi vào ngủ say ta không muốn đem ngươi cuốn vào nhưng là vì tư tâm của ta cũng vì ngươi mặc dù thế giới này điên đảo thì như thế nào những con bướm đã được sinh ra chỉ chờ những con bướm vỗ cánh và vỡ kịch này bắt đầu nếu tôi có tội tôi sẽ bị trừng phạt nhưng không phải bây giờ bất cứ thứ gì chậm rãi tới gần cửa sổ nhìn bầu trời đêm yên tĩnh ngoài cửa sổ. Hoa hạ chi hồn, thuốc bổ không tồi đâu. Thanh Minh đạp thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu viết. Thời gian hoạt động. Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4. Để lộ kéo dài. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Bất cứ ai nhẹ nhàng xoay người, nhẹ nhàng hôn lên trán tôn thụy. Chờ ta, ta đi trải đường cho ngươi. Dứt lời, bất kỳ hư không vỡ nát nào, thân ảnh biến mất không thấy. Trường An, Tần Hoàng Lăng Bất kỳ thân ảnh nào vừa chạy, lúc xuất hiện đã ở trong động động trăm mét dưới lòng đất. Bất cứ ai nhìn cánh cửa đá nặng nề trước mặt, lấy tay nhẹ nhàng gõ. Đông, đông, đông. Cửa đá truyền đến tiếng tích tắc trầm trọng, tiếng vó ngựa trầm trọng vang lên, cửa đá chậm rãi mở ra. Thế giới bên trong cửa là một thế giới âm khí nồng đậm, bên trong tự thành trăng sáng cung điện hoàng vũ một cái không kém mà đại môn chặt chẽ chỗ thì là một đám thây khô binh lính cầm đầu thì cả người sát khí lẫm liệt hiển nhiên cực kỳ hung ác bạch khởi đã lâu không gặp bất kỳ đối với thây khô cầm đầu vừa cười vừa nói xác khô thu khố xuống ngựa quỳ một gối xuống đất mạc tướng bạch khởi bái kiến quốc sư điện hạ đã chờ đợi rất lâu kính xin để bạch mổ dẫn đường bất luận cái gì khoát tay áo cười nói ta đây có thể liền cảm ơn bạch tướng quân bạch khởi lại ông quyền mạc tướng sợ hãi xin điện hạ dời bước đại điện bất cứ giơ tay nào quần áo cả người biến thành y quan tần thời mới chậm rãi lên xe đoàn xe chậm rãi đi tới không bao lâu đã tới cửa đại điện trên chín bậc thang một đại điện xanh vàng rực rỡ rơi vào trong đó mỗi bậc thang có một cái đỉnh lớn lấy cửu châu trận đồ xếp thành hàng bất kỳ nhẹ nhàng đi tới cửa đại điện một nam nhân mặc hắc long y trấn quốc ngồi ở vị trí chủ vị nhận ra bất kỳ tới gần nào chậm rãi mở hai mắt nhậm sinh ngươi đến rồi thanh âm tần hoàng có chút khàn khàn trong mắt lộ ra hồi ức thời đại thay đổi kế hoạch nên mở ra bất kỳ nhàng nhạt nói tần hoàng nhẹ nhàng gật đầu tối hôm qua ta nhận thấy được trấn quốc long thành dị động nghĩ đến là nguyên nhân của ngươi đi bất kỳ nhẹ nhàng gật đầu lão bằng hữu linh khí khôi phục để lộ nơi này kéo dài cũng nên bổ sung đầy đủ tần hoàng đột nhiên bạo tẩu ngươi cũng biết ngươi cùng trẫm là bạn cũ nói trường sinh chính là biến thành như vậy người không người quỷ không quỷ bộ dáng kia âm hà mỗi ngày hấp thu chúng ta sinh cơ để cho chúng ta người không người quỷ không quỷ cương không cương. chính Bất luận một tiếng hét lớn. Bất kỳ nhẹ nhàng rủ mi xuống, nhìn Tần Hoàng vẻ mặt giận dữ. Thời đại đã thay đổi, các ngươi cũng nên xuất thế. Bất cứ ai ném cho Tần Hoàng một cái chìa khóa, đây là chìa khóa nắm giữ âm hà. Muốn xuất thế thì ra ngoài đi. Nói xong, bất kỳ xoay người rời đi. Cầm lấy. Tiếng xé gió truyền đến. Bất kỳ đưa tay ra một chiêu, một cái hổ phù xuất hiện ở bất kỳ trên tay. Đây không phải cho ngươi, đây là cho nữ oa chưa từng gặp mặt kia, cầm hổ phù cũng coi như một cái bảo hiểm. Bất cứ cái gật đầu nào. Tôi chờ đợi thời điểm mà kế hoạch của tôi thành công. Tần Hoàng im lặng không nói. Cứ như vậy bất kỳ thân ảnh nào biến mất trong Tần Hoàng lăng. Tần Hoàng và Bạch Khởi nhìn, không nói gì nữa. Bạch Khởi quay đầu hỏi Tần Hoàng. Điện hạ, loạn thế sắp nổi lên, chúng ta không thể chỉ lo thân mình, sau đó nên làm gì bây giờ? Tần Hoàng cười nhạo một tiếng. Từ ngàn năm trước đáp ứng hắn, chúng ta cũng đã xâm nhập ván cờ, không có thoát ly khả năng. Nhưng, Bạch Khởi còn muốn nói gì đó, lại bị Tần Hoàng khoát tay ngăn lại. Truyền mệnh lệnh của ta, chỉnh đốn ba ngày, chuẩn bị xuất thế. Vâng. Bạch Khởi lĩnh mệnh rời đi. Nhâm sinh, hạ tốt bàn cờ này cho ta. Tần Hoàng hét lớn một tiếng, xoay người một quyền đánh vào phù điêu cửu long phía sau. Phù điêu chậm rãi vỡ vụn, kim quang chật hiện. Chính con kim long bay lên bầu trời, tạo thành một con đường cổ màu vàng, chậm rãi dung hợp vào trong thiên đạo. Kim quang tán đi, toàn bộ đại điện lại lâm vào trong bóng tối. Tần Hoàng đứng trong bóng tối, không thấy rõ khuôn mặt. Đều nói ta là một đời kiêu hùng, so với ngươi, ta cũng không xứng đâu, nhầm ca. ngoại giới bất cứ cảm nhận được chấn động dưới lòng đất, đưa tay một chiêu, chính con kim long xuất hiện trên bầu trời, lòng ngầm rung trời, ăn mừng vui sướng xuất thế. bất kỳ nhìn hổ phụ trong tay, thất thanh cười, ý của ông say không phải là rượu a. À. bất kỳ lần nữa bước chân vừa đạp, xuất hiện ở chân núi Thái Sơn. ở dưới chân núi sờ sờ su xô tìm được một tấm bia gãy phủ đầy rêu xanh. tìm được rồi bất cứ cái gì lấy tay nhẹ nhàng thả lên tấm bia đã hiện ra một chữ ấn sau đó cảnh tượng xung quanh biến hóa lộ ra một con đường mới bất kỳ nhẹ nhàng đi tới cái kia con đường núi cuối cùng cuối cùng ở vào chân chính thái sơn đỉnh núi bất kỳ đi vào bên cạnh địa cung địa cung thập phần rộng lớn giống như là vét sạch toàn bộ thái sơn trong địa cung chỉ có ba đại điện và một tế đàn bất luận cái gì cầm hổ phù tiến vào điệp mộng điện ngoài cùng bên trái nhiều năm như vậy lại biết đến thăm ta trong đại điện truyền đến một thanh âm già nua ta tới nơi này chỉ là nói cho ngươi biết kế hoạch bắt đầu bảo vệ tốt cái tế đàn này nó rất trọng yếu thanh âm trong đại điện sửng sốt sau đó tức giận bất luận cái gì ngươi phong ấn ta thời gian dài như vậy địa cung này không có nhật nguyệt ngươi có biết ta vượt qua giày vò cỡ nào không tôi biết bất kỳ câu trả lời nhẹ nhàng nào nhưng ngươi có nghĩ tới hay không lão tử chỉ là một phàm nhân là ngươi là ngươi đem ta biến thành cái dạng này người không người quỷ không quỷ giọng nói trong đền thờ trở nên cuồng loạn ngươi có thể đi ra ngoài kỳ thật bất luận nói xong thanh âm trong điện liền im bặt cúc cúc người văn minh như tôi bị anh ép thành như vậy mấy chục năm sau đừng để tôi gặp anh bất luận cái gì gật đầu xoay người rời đi. Ngươi chờ một chút. Thanh âm trong đại điện lại vang lên. Ta rốt cuộc là ai? Bất cứ cái gì chậm rãi quay đầu lại. Minh Huệ Đế, Chu Doãn Thịnh. Đó là tên anh. Tại bất kỳ nói ra khoảnh khắc, chung quanh hắc vụ bắt đầu khởi động, tràn ngập toàn bộ địa cung. Không có chuyện gì tôi đi đây. Bất kỳ xoay người rời đi. Chu Doãn Thịnh giơ tay muốn ngăn cản, nhưng lại cố nhìn xuống ta là hoàng đế đại minh sao vì sao ta cái gì cũng không nhớ rõ chu doãn thịnh lẩm bẩm nói hắc khí xung quanh quay cuồng hóa thành âm linh chiến sĩ truyền mệnh lệnh của ta ba ngày sau xuất thế cứ điểm định dưới chân thái sơn dạ thanh âm rung trời vang vọng cả địa cung bất cứ cái gì rời khỏi thái sơn tiện tay đóng lại phong ấn một đường đi tới trường bạch sơn bất luận hơi thở dài, nơi cuối cùng này, ta thật sự không muốn tới a. À. Bất kỳ đi tới sườn núi Trường Bạch Sơn, từ trong không gian móc ra một cái linh khí bao bọc lấy phong cách cổ sư lệnh bài. Trong nháy mắt linh khí rút đi, lệnh bài cực nhanh oxy hóa, ăn mòn. Bất kỳ chỉ điểm nhẹ nhàng nào cũng phong ấn thời gian lưu động của lệnh bài. Lập tức đem lệnh bài ném lên cao, lệnh bài trực tiếp lơ lửng trên không trung. Sau đó hư không không ngừng lóe ra trận văn màu vàng dung nhập vào không trung sau đó bất kỳ dưới chân nào xuất hiện một con đường cổ xưa nối liền đám mây bất kỳ đi tới đám mây đại điện trong đại điện hiện đầy màu vàng bóng người chủ vị ngồi một cái dáng người cường tráng trung niên nhân hiên viên đã lâu không gặp bất cứ ai cười và nói xin chào trung niên nhân kia lạnh lùng hừ một tiếng không hề phản ứng bất luận cái gì chỉ là tự mình uống rượu bất kỳ tiếng cười khổ nào cũng phát ra linh khí quanh thân đánh một trận. Hiên viên nhíu mày, rốt cục nhìn về phía bất cứ thứ gì. Thấy bất kỳ cái gật đầu nào, lập tức chiến ý bắt đầu khởi động, thân thể trên dưới phát ra tiếng cơ bắp ma sát kẻo kẹt. Đến đây. Nói xong, hiên viên một quyền đánh về phía bất kỳ ai. Bất luận cái gì cũng bỏ qua linh khí, toàn bộ công suất mở ra tiên thiên thánh thể đạo thai. Lực lượng thân thể khủng bố lập tức phát ra. Bất luận cái gì cũng là một quyền nên đón quyền phong của hai người tiếp xúc cương phong thổi đại điện lung lay sắp đổ áp lực khủng bố đè lên bóng người màu vàng xung quanh toàn bộ quỳ trên mặt đất không thể đứng lên hai người một quyền giao phong hiên viên trực tiếp bị đánh lui hiên viên lộ ra thần sắc thống khoái được đã lâu không có thống khoái như vậy bất kỳ có chút bất đắc dĩ lắc lắc tay như vậy cũng có thể nói chuyện chứ nói đi muốn chí nhân nhất mạch của ta làm gì giọng hiên viên vang dội, chấn động cả đại điện tràn đầy hồi âm. Bất kỳ thần sắc trở nên nghiêm túc. Thời đại mới tiến đến, ta cần chí nhân nhất mạch xuất thế. Hiên viên trầm mặt, khoát tay áo. Ta biết ngay tiểu tử ngươi không nghẹn cái rắm, ba ngàn năm trước ngươi tìm được nơi này ta đã biết không có chuyện tốt. Cuối cùng giúp tiểu tử ngươi một lần, ngươi nói cũng không sai, nhân tộc còn không có chân chính cường đại lên, ta hẳn là lại thủ hộ một chút bọn nhỏ của mình bất kỳ trên mặt nào cũng lộ ra vẻ mặt như trút được gánh nặng. Lập tức xoay người rời đi, chỉ để lại một câu. Ba ngày sau xuất thế, bất kỳ thân ảnh nào cũng dần dần biến mất. Hiên viên nhìn thế giới trước mắt, phát ra một tiếng thở dài. Vì bọn nhỏ của ta, có lẽ, nhập cuộc cũng không phải không được. Thanh Minh đạp thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu viết. Thời gian hoạt động ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4. Thế cuộc, quân cờ, sắp đặt. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Tử sở, ta và ngươi làm con tin ở triệu quốc đã lâu, thế nào cũng phải thay A chính ngẫm lại A. À. Năm 252 trước công nguyên, lúc này tiểu doanh 97 tuổi. Bất kỳ người nào mặc trang phục thư sinh, thờ ơ đi tới bên cạnh tiểu doanh chính. Anh bạn nhỏ, nhìn cái gì vậy, bất cứ tiếng cười nào cũng hỏi tiểu doanh chính ngẩng đầu nhìn bầu trời chậm rãi hồi đáp mẹ ta nói ta là người tần quốc là huyết duệ tần vương chính thống phương đông bắc đều là lãnh thổ tần quốc ta trong mắt tiểu doanh chính mang theo giả tâm và ước mơ của tuổi trẻ bất luận cái gì cười nhìn tiểu doanh chính ta xem ngươi cùng ta hữu duyên nói không chừng ngày sau còn có thể gặp lại ta cho ngươi một quyển điển tịch tại ngươi trở lại cố hương thời điểm ngươi tự nhiên sẽ gặp được ta đến lúc đó ta sẽ nói cho ngươi biết quyển sách này hàm nghĩa. Tiểu doanh chính ngây thơ ông sách, mờ mịt gật đầu. Năm 247 trước công nguyên, hoàng đô nước tần. Điện hạ, ngày mai chính là đăng cơ đại điển, ngài sớm nghỉ ngơi đi, một cái cung nữ đối với tiểu doanh chính nói. Doanh chính phất phất tay, cung nữ thi lễ, xoay người đi ra khỏi phòng. Doanh chính lấy ra tổ long chí năm đó lấy được, quyển sách này bởi vì hơn 10 năm lật xem, trang sách đã nếp gấp nghiêm trọng. Tiên sinh, ngài không phải nói ngài sẽ tới gặp tôi sao?" Doanh Chính lẩm bẩm nói. "Ta đây không phải tới rồi sao?" Bất cứ thứ gì đột nhiên xuất hiện trong tẩm cung đại điện. "Tiên sinh." Doanh Chính kinh hỉ lên tiếng. Bất luận cái gì nhẹ nhàng gật đầu, cười nhìn về phía Doanh Chính. "Xem ra, ta cho ngươi kế sách trị quốc học không tệ. Ta quả nhiên không nhìn lầm người." Doanh Chính vẻ mặt kinh hỉ đa tạ tiên sinh thưởng thức được rồi ta cho ngươi hai lựa chọn một là vì ta sử dụng tương ứng ta cho ngươi thiên hạ quy nhất hai là ngươi ta chưa bao giờ thấy qua ta chỉ là tặng cho ngươi một quyển sách khách qua đường bằng vào quyển sách này hảo hảo quản lý cái này nhỏ bé quốc gia bất luận cái gì phất phất tay ý bảo doanh chính làm ra lựa chọn doanh chính do dự một lát hỏi bất cứ thứ gì tiên sinh chính phủ có thể hỏi mấy vấn đề không bất luận cái gì gật gật đầu, ý bảo doanh chính hỏi tiếp. Nếu ta vì tiên sinh dùng, tiên sinh yêu cầu vì sao? Đại nhất thống, chân chính. Đại nhất thống. Bất kỳ ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm mênh mông. Thậm chí bao gồm cả tinh không kia. Việc gì làm cho nhân dân? Thiện, vì nhân dân đại nghĩa. Tiên sinh có tư tâm không? Có, vì vợ cả của ta. Đã như thế, chính nguyện vì tiên sinh an tiền mã hậu. Bất cứ cái gật đầu nào. Từ đó, vận mệnh tổ long nước tần hình thành, các nước xung quanh không còn ai có thể ngăn cản. Năm 211 trước công nguyên, bất cứ ai và doanh chính đều ngắm cảnh bên bờ kênh đào. Doanh chính mặt hắc long bào cao hứng vung tay lên, chỉ vào kênh đào nói với bất cứ ai. Nhậm sinh. Trẫm làm được. Nơi này là nơi chúng ta đã từng gặp nhau, ta cũng đánh xuống. Nhìn biểu tình hưng phấn này của Doanh Chính, bất kỳ nhẹ nhàng nở nụ cười. Bất kỳ lập tức nghiêm túc nhìn về phía Doanh Chính. "Chính, kế hoạch nên tiến hành rồi." Cao hứng trên mặt Doanh Chính chậm rãi rút đi, vẻ mặt nghiêm túc. "Nhâm Ca, thời gian là bao nhiêu?" "Chậm nhất một năm sau, ta sẽ đi chỗ kế tiếp bố trí." Từ Doanh Chính cúi đầu, không biết đang suy nghĩ cái gì. Năm 210 trước công nguyên, doanh chính băng hà trên sân thượng cồn cát, hưởng thọ 50 tuổi. Bất kỳ lặng lẽ đi ra thủy hoàng lăng. Một đường đi đi dừng dừng, bất tri bất giác đi tới dưới chân trường Bạch Sơn. Bất kỳ đột nhiên nhận ra không gian nơi đây có chút dao động khác thường, như là Trận Pháp. Chẳng lẽ nơi này cũng có hắn tinh tu sĩ, nghĩ tới đây, bất kỳ một quyền đánh ra, bên người trận Pháp giống như thủy tinh vỡ vụn. Bất luận cái gì nhìn thấy một cái màu vàng điện, lơ lửng ở trong mây. Cửa điện xuất hiện một người đàn ông trung niên, dáng người cường tráng, quanh thân tản ra cảm giác áp bách cực độ. Khí tức của ngươi không giống như là hài tử của ta. Bất luận cái gì chấp tay thi lễ với hiên viên. Tại hạ thái cổ bất luận cái gì. Không biết tục danh các hạ. Bọn nhỏ của ta đều gọi ta là hoàng đế, ngươi cũng có thể gọi ta là hiên viên. Ngươi thoạt nhìn giống như rất thú vị, theo ta đánh một trận hiên viên thoạt nhìn có chút cao hứng. Bất luận cái gì cũng hơi chấp tay, tùy thời phụng bồi. Hai người chúng ta đánh nhau không có ý nghĩa, không bằng thêm phần thưởng thì sao? Bất cứ ai nhìn hiên viên nhướng mày nói. Hiên viên cũng hăng hái. Là phần thưởng gì? Bất cứ yêu cầu gì, bên thua thực hiện yêu cầu thắng người như thế nào? Nhưng. Hiên viên gật gật đầu. Lập tức, hai người chiến cùng một chỗ, trận chiến kia, thiên địa biến sắc dị tượng trường bạch sơn liên tục khi thì thiên tinh vẫn lạc khi thì giả hoang thú ảnh người xung quanh kính sợ trường bạch sơn càng cao hơn bất kỳ mang theo hiên viên về tới đại điện bất kỳ nhe răng nhếch miệng đem hiên viên bỏ lại lập tức bắt đầu trị liệu cánh tay của mình ngươi thật ác độc a à, thời điểm cuối cùng còn muốn động quy vu tận đoạn ta một cánh tay ngươi còn có mặt mũi nói ngươi đập nát tam trọng tiểu thiên thế giới trong cơ thể ta ta còn chưa nói gì đâu. bất kỳ cùng hiên viên nhìn đối phương một cái, sau đó thoải mái cười to. ngươi thua. bất luận cái gì cười nói với hiên viên, bản tôn tự nhiên biết. hiên viên hừ lạnh một tiếng. yêu cầu kia sau này ta sẽ tới tìm ngươi, ngươi cũng đừng quỵt nợ a. À. bất cứ ai đứng dậy muốn rời đi, lại bị hiên viên gắt gao giữ chặt. anh đừng đi, anh đi rồi thì ai đánh với em bất cứ ai đau đầu sờ sờ trán lập tức nói với hiên viên ta không tu luyện thể lực nhưng ta biết một người chuyên tu luyện thể lực ta ném hắn lại đây cho ngươi mỗi ngày đến đánh với ngươi thật sao trên mặt hiên viên xuất hiện ước mơ ngươi chờ ngao nói xong bất luận cái gì xé rách hư không đem vẻ mặt mộng bức trương thanh xuyên kéo tới bất luận cái gì vuốt đại xuyên đầu xuyên a à, ta có một số việc muốn rời đi Người giúp ta cùng hắn luận bạn một chút, hai ngươi đều là thân thể vô địch, cũng không nên cho chúng ta thái cổ mất mặt a. À? Đại xuyên vẻ mặt mơ hồ chỉ nhìn thấy một nắm đấm xuất hiện ở trước mắt. Ai u nằm rảnh. Không nói võ đức a. À? Bất luận cái gì mới vội vàng rời đi, lưu lại Trương Thanh xuyên một người ở bên trong ứng chiến. Thời gian vội vã, đã thay đổi 11 triệu đại. Lúc này ở Nam Kinh thành chu lệ đang trưng binh tiến hành một lần tiến công cuối cùng trong hoàng cung chu doãn thịnh dưới sự yểm hộ của thái giám muốn chạy ra hoàng cung lại bị xài nhà cháy ngăn chặn mắt thấy không có khả năng chạy trốn chu doãn thịnh chậm rãi nhắm hai mắt lại muốn sống không ta có thể cứu ngươi chẳng qua ngươi phải làm việc cho ta lập công chuộc tội như thế nào chu doãn thịnh nhìn thấy một bạch y tiên nhân xuất hiện trước mặt mình ta nguyện ý Chu Doãn Thịnh phá cửa thành, chuyện thứ nhất chính là tìm được Chu Doãn Thịnh, từ đó, tung tích của Chu Doãn Thịnh không rõ. Thanh Minh Đạp Thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu viết. Thời gian hoạt động: Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4.